Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 811, lôi kiếp của trưởng lão Từ. Công Tôn Thiện Tài lại nói, thầy luyện đan Ngô, mặc dù trường sinh điện của tôi không phải là môn phái mạnh nhất của Thục Sơn kiếm phái nhưng chắc chắn là phái được tôn trọng nhất. Dù là kiếm phủ thì cũng phải tạo quan hệ tốt với chúng tôi, vì bọn họ cũng trông mong đan dược từ trường sinh điện. Phải rồi, những đệ tử xinh đẹp của Thanh Liên Điện cũng thích đến trường sinh điện của chúng tôi chơi nhất, đến nhõng nhẽo, xin mấy viên đan dược để uống. Ngô Bình thầm nghĩ cái gì thế không biết, lại muốn dùng mỹ nhân kế sao? Văn Thánh, trưởng lão của trường sinh điện làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, luyện đan càng nhiều thì được lợi càng cao. Hơn nữa, linh dược của khu thống trị Thục Sơn kiếm phái đều do trường sinh điện chúng ta chi phối. Đường Băng Vân đã động lòng từ lâu, cô ấy thúc nhẹ cánh tay Ngô Bình, thì thầm, ông xã, suy nghĩ thử đi. Ngô Bình tằng hắng, nói trưởng lão Văn, trưởng lão Công Tôn, kế hoạch ban đầu của tôi là vào top 10 của bảng nhân tiên, sau đó trở thành đệ tử Thục Sơn. Văn Thánh cười, chuyện này không hề mâu thuẫn, cậu có thể vừa là đệ tử của đỉnh nào đó, vừa là trưởng lão của trường sinh điện ta. Ngô Bình ngây ra, thế cũng được sao? Công Tôn Thiện Tài nói, đương nhiên là được rồi, trong trường sinh điện có cả khối người cùng lúc có hai thân phận, vì trường sinh điện là phái duy nhất không câu nệ chuyện có hai thân phận. Ngô Bình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc làm trưởng lão không bị thiệt, anh hỏi, không biết trở thành trưởng lão của trường sinh điện thì có thể có được bao nhiêu tài nguyên? Văn Thánh mỉm cười, nói trưởng lão của trường sinh điện thì tu vi nhất định phải đạt đến cảnh giới địa tiên. Bây giờ tu vi của cậu vẫn còn thấp, vì vậy thân phận tạm thời chỉ có thể là một thầy luyện đan. Có điều cậu yên tâm, chúng tôi sẽ để cậu được hưởng đãi ngộ của trưởng lão. Hơn nữa, mỗi lò đan cậu luyện thành sẽ được trả công hậu hĩnh. Ngô Bình, vậy sao? Trả bao nhiêu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Công Tôn Thiện Tài nói, quy tắc của trường sinh điện chúng tôi là sau khi luyện đan sư luyện được một lò đan dược thì có thể nhận 30% giá trị thị trường của số đan dược luyện thành. Còn nữa, nếu là trưởng lão thì ngoài việc có thể tùy ý xem sách của Thục Sơn kiếm phái, định kỳ nhận được pháp khí và bùa chú ra thì mỗi năm còn có thể nhận được một số tiên thạch, tu luyện ở tháp tu luyện ít nhất một tháng. Còn nữa, tiền lương của trưởng lão mỗi năm là 5.000 tiền bùa. Ngô Bình tròn mắt. Đãi ngộ của trưởng lão ở trường sinh điện cũng tốt thật, anh lập tức nói, được, tôi đồng ý gia nhập trường sinh điện, trở thành một thầy luyện đan. Văn Thánh và Công Tôn Thiện Tài vui mừng, nhìn nhau cười. Họ quá biết giá trị của một thầy luyện đan giỏi rồi, 100 nhân tài thuộc top 3 trên bảng nhân tiên cũng không bằng một Ngô Bình. Có chuyện gì mà phải gọi tôi cho bằng được? Bỗng nhiên, một người lớn tuổi tóc tai rối bời, mặt mày nhem nhuốc xông vào đại điện, hằm hằm nhìn mọi người. Ngô Bình vừa ngửi thì biết người này vừa mới luyện nổ lò đan. Có điều tu vi của người này cực kỳ cao, dường như vượt địa tiên đến 10 cảnh giới, lẽ nào là cao thủ cảnh giới động tàng. Mọi người đều cung kính chào, chào điện chủ. Văn Thánh nói, điện chủ, chúng tôi đã chiêu mộ được một thầy luyện đan giỏi cho trường sinh điện, chính là thầy luyện đan Ngô Bình đây. Điện chủ rất mập, không cao, để râu, ông ấy nhìn Ngô Bình, thầy luyện đan tài giỏi. Giỏi chừng nào? Câu hỏi đó thật không cách nào trả lời, Văn Thánh nói, điện chủ, có phải lúc nãy người lại bị nổ lò không? Điện chủ đỏ mặt, tằng hắng một tiếng, nói tôi đang thử nghiệm phương pháp luyện đan mới, tuy nhiên khá khó khăn, liên tục nổ lò. Có điều tôi không ngừng tổng hợp kinh nghiệm, nhất định lần sau sẽ không nổ nữa. Văn Thánh mỉm cười, nói, điện chủ, lúc nãy chúng tôi luyện ngũ lôi đan cũng sắp sửa nổ lò, chính thầy Ngô đã giải quyết rắc rối. Cậu ấy không chỉ loại bỏ nguy cơ nổ lò mà còn luyện thành cửu lôi kiếp đan cao cấp hơn. Ông ấy vừa nói vừa lấy đan dược ra. Điện chủ giật viên đan dược, ngửi thử, sau đó vẫy tay gọi một trưởng lão đến, nói trưởng lão Từ, chẳng phải ông sắp phải trải qua lôi kiếp sao? Ông uống nó đi, thử công hiệu xem sao. Vị trưởng lão Từ đó vội nói, điện chủ, tôi vẫn chưa đến lúc vượt lôi kiếp, bây giờ uống lãng phí quá, từ từ đã. Từ từ cái búa, qua đây. Tôi giúp ông bứt phá. Trưởng lão Từ buồn bã bước qua, điện chủ vỗ lên đầu ông ấy, không biết đã dùng phương pháp gì mà bên ngoài đột nhiên bắt đầu có mây mù kéo đến, sau đó có tiếng sấm vang lên từng hồi. Trưởng lão Từ như muốn khóc, điện chủ, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, cảm thấy rất căng thẳng. Điện chủ nhét viên cửu lôi kiếp đan vào miệng ông ấy, nói, không có tương lai, viên cửu lôi kiếp đan này có thể đỡ được nhiều nhất 9 tầng thiên kiếp, tư chất của ông thì nhiều nhất được 4-5 tầng thiên kiếp. Ông sợ cái gì?
Thật ra trưởng lão tử cũng biết đây là một cơ duyên cho ông ấy lập tức ra khỏi điện, bay đến một đỉnh núi không có người, chuẩn bị độ kiếp. Mọi người đều ra ngoài xem, Ngô Bình và Đường Băng Vân bị một luồng gió cuốn lên không, lơ lửng trên không trung. Điện chủ nheo mắt, nhìn mây kiếp càng lúc càng dày đặc, cuối cùng một tia sét màu xanh giáng xuống, đánh lên đỉnh đầu trưởng lão tử. Nhưng kỳ lạ là hình như tia sét khủng khiếp giáng xuống đã bị cơ thể trưởng lão tử hấp thụ mất, không thể làm ông ấy tổn thương. Điện chủ gác tay lên vai Ngô Bình, cười he he, nói, huynh đệ, cậu họ Ngô à? Ngô Bình ngơ ra, cậu em, anh thầm nghĩ, một ông lão mấy nghìn tuổi gọi mình là huynh đệ, có biết gì không vậy trời? Anh tằng hắng, nói, điện chủ, tôi tên Ngô Bình. Điện chủ, tôi tên Lục Phi Hùng, là điện chủ của trường sinh điện. Cậu bạn Ngô, cậu học cách luyện đan từ ai thế? Ngô Bình, tự mò mẫm thôi, trình độ không cao, để điện chủ chê cười rồi. Ây, gọi tôi là Lục Đại Ca, Lục Phi Hùng nghiêm túc nói. Ngô Bình không gọi được, nói tốt hơn tôi vẫn nên gọi ông là điện chủ. Lục Phi Hùng cười ha ha, được, gọi gì cũng được. Ông ấy nhìn chằm chằm vào trưởng lão tử đang độ kiếp, cửu lôi kiếp đan của cậu có thể chống đỡ hết 3 kiếp đầu không? Ngô Bình, thường thì có thể chống đỡ hết 5 tầng lôi kiếp đầu. Nhưng tôi chỉ là người luyện tiếp, trước đó xử lý có chút vấn đề nên trước mắt cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 tầng lôi kiếp đầu. Lục Phi Hùng gật đầu, kỳ tích đấy. Cậu không chỉ cứu vãn được một lò đan dược mà còn nâng cấp được cửu lôi kiếp đan lên cửu lôi kiếp đan, lợi hại thật. Lúc này, tia sét thứ 2 giáng xuống. Những quả cầu lửa nối đuôi nhau điên cuồng đập xuống, nửa quả núi đều bị đốt cháy đen. Tiếp ngay đó, tia sét thứ 3 giáng xuống, trưởng lão tử vẫn không sao. Sau đó, mây mù lại cuồn cuộn kéo đến, một tia sét màu tím giáng mạnh xuống. Mọi người nhìn thấy một bóng người bị sét đánh văng ra như một bao cát rồi rơi xuống sườn núi một cái ầm, có vẻ bị ngã rất đau. Mấy giây sau khi tia sét đó giáng xuống, mây mù và sấm sét đều tan biến hết. Mọi người nhanh chóng chạy đến sườn núi, có người định qua đỡ trưởng lão tử nhưng ai ngờ vừa mới đưa tay ra thì trưởng lão tử đã bật dậy. Đầu tóc và lông mày đều bị cháy rụi, mặt đen thui, quần áo cũng bị cháy hết, chỉ còn nửa cái ống quần. Hai mắt ông ấy sáng lên, ông ấy hào hứng nói, điện chủ, tôi đã vượt qua được lôi kiếp rồi, tôi thành công rồi. Lục Phi Hùng mỉm cười, nói, ông thành công rồi, có được 4 lôi kiếp cũng đã khá lắm rồi. Được rồi, mau đi thay đồ đi. Chương 812, Luyện Long Môn Đan. Trưởng lão tử vội vàng đi, mọi người cũng quay về đại điện. Lục Phi Hùng nói với Ngô Bình, cậu em, bây giờ cậu cũng là thầy luyện đan của trường sinh điện tôi rồi, sau này cậu cứ ở bên cạnh tôi mà luyện đan. Tôi tin dưới sự cố gắng của chúng ta, chắc chắn cậu sẽ luyện được đan dược chấn động thiên hạ. Cảm ơn điện chủ hỗ trợ, anh nói. Ngô Bình cũng không nghĩ nhiều, dù sao cùng luyện đan với điện chủ có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng anh phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn anh dường như có chút thương hại. Chậc, chuyện gì vậy, chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Lục Phi Hùng cười ha ha, kéo lấy Ngô Bình, nói, đi, chúng ta lại đi luyện lò. Ngô Bình bị kéo mạnh, cơ thể muốn bay lên, anh vội nói, trưởng lão Văn, giúp tôi chăm sóc Đường Băng Vân. Trước mắt chỉ có ánh sáng chớp tắt, thoáng chốc đã đến một phòng luyện đan. 4 bức tường phòng luyện đan này được tạo thành từ tiên kim, vô cùng vững chắc. Còn lò đan dùng để luyện đan cũng là lò đan vương phẩm cao cấp. Sát bên phòng luyện đan chính là kho thuốc, bên trong có đủ các loại nguyên liệu dược phẩm chân quý. Một vài đan đồng đang dọn dẹp lò đan vương phẩm bị nổ. Tiến vào phòng luyện đan, vẻ mặt Lục Phi Hùng bỗng nghiêm trọng, nói cậu em, cậu biết đan đỉnh môn không? Ngô Bình gật đầu, có nghe nói thực lực không hề kém. Lục Phi Hùng gật đầu, nếu tôi nói... Hiện tại thầy luyện đan thiên tài nhất đều ở đan đỉnh môn, cậu có cảm thấy bất ngờ không? Ngô Bình nói, tôi có nghe người ta nhắc đến, điện chủ, sao lại như vậy? Lục Phi Hùng khẽ thở dài, bởi vì một người, mấy trăm năm trước, đan đỉnh môn từng xuất hiện một vị thiên tài đan đạo, gọi là Vũ Thần. Dưới sự dẫn dắt của người này, đan đỉnh môn đánh chiếm được rất nhiều phương thức luyện cổ xưa. Mà trước kia, trường sinh điện chúng ta cũng là thế lực đan đạo mạnh nhất địa tiên giới. Đan dược chúng ta không luyện được, người khác cũng đừng nghĩ đến. Nhưng sau này, mọi chuyện lại thay đổi, đan đỉnh môn bắt đầu luyện chế được đan dược mà ngay cả chúng ta cũng không thể luyện được. Mà Vạn Ma Tông và Thần Chú Môn cũng bắt đầu cố gắng nâng đỡ và lôi kéo đan đỉnh môn, khiến sức ảnh hưởng của nó càng lan rộng. Đến tận hôm nay,
sức ảnh hưởng của đan đỉnh môn ở đan đạo đã vượt qua trường sinh điện chúng ta. Ngô Bình, điện chủ, dù sao căn cơ trường sinh điện cũng sâu, chúng ta không cần phải tự xem nhẹ mình. Lục Phi Hùng cười ha ha, đương nhiên, hiện tại trường sinh điện đã có cậu rồi. Cậu em, cậu chính là vũ thần của trường sinh điện. Ngô Bình cười khổ, điện trưởng quá khen rồi. Lục Phi Hùng, lúc trước tôi nghe nói, đan đỉnh môn đang nghiên cứu long môn đan, nghe nói đã sắp chế tạo thành công rồi. Cậu em, cậu nhất định phải giúp tôi vượt trước đối phương, nghiên cứu ra long môn đan. Bốn cảnh giới địa tiên, lần lượt là linh biến, thần hóa, động tàng, đoạt thiên, mà cảnh giới động tàng lại có năm cảnh giới nhỏ khác là long môn, âm dương, động thiên, bất tử. Long môn đan này có thể giúp tu sĩ thăng cấp lên long môn cảnh, là dược liệu vô cùng chân quý. Dù sao, cả địa tiên giới này cũng không có bao nhiêu tu sĩ ở cảnh giới động tàng. Nghe nói nếu phải luyện thành công long môn đan, Ngô Bình cười khổ nói, điện chủ, tu vi tôi còn thấp, đan dược cấp bậc cao như vậy, chỉ sợ là không có năng vô lực. Lục Phi Hùng, cửu lôi kiếp đan kia chẳng phải cũng là đan dược cao cấp sao, chẳng phải cậu cũng luyện thành rồi sao? Hơn nữa, cậu chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ, luyện đan vẫn là tôi. Ngô Bình đổ cả mồ hôi, thật ra anh cũng không chắc chắn, nhưng chuyện đã đến nước này không thể từ chối được, lập tức nói, điện chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu làm không tốt, mong bỏ qua cho. Lục Phi Hùng nói, tôi tin anh, chúng ta bắt đầu đi. Sau đó đan đồng bắt đầu đem một lò đan vương phẩm vào, tiếp đó Lục Phi Hùng đưa phương thức luyện cho Ngô Bình xem, nói rõ cả chi tiết đầy đủ 7 lần trước đã luyện thất bại. Ngô Bình nghe cẩn thận, sau đó nhắm mắt trầm tư. Lục Phi Hùng cũng không làm phiền anh, cho người chuẩn bị dược liệu, đồng thời cũng dở ra trước khi chép luyện long môn đan của những người đi trước đã chuẩn bị sẵn. Ngô Bình mở mắt, trước tiên là liếc nhìn ghi chép, sau đó nói, điện chủ, chúng ta lại luyện một lò đi. Lục Phi Hùng gật đầu, ông ấy thuần thục rửa lò, làm nóng lò, tay nghề rất cao minh. Sau đó, ông ấy bỏ một viên trân châu vào lò, đây là đan dược cao cấp cần thiết để luyện chế, sau khi bỏ vào lò sẽ biến thành dạng hơi, lấp đầy lò luyện. Có loại hơi này, xác suất thành công của việc luyện đan sẽ được nâng cao. Ngô Bình im lặng không nói, chỉ là âm thầm quan sát. Lục Phi Hùng theo thứ tự bỏ nguyên liệu vào lò luyện, một vị, hai vị. Khi bỏ vào vị thứ 7 thì Ngô Bình bỗng nói, điện chủ, trong số 3 dược liệu có nhiều hơn 3 loại dược tính rồi. Lục Phi Hùng bất ngờ, nhiều hơn 3 loại dược tính. Nhưng tôi đã làm theo đúng phương thức luyện đan, dược tính của bọn chúng rất thích hợp. Ngô Bình, loại dược liệu này tồn tại ở thế gian đã lâu năm, khó trách sẽ xảy ra biến dị. 3 loại dược tính này, có lẽ là do sau khi xảy ra biến dị, tôi có thể lấy ra dược tính dư thừa. Lục Phi Hùng gật đầu, được. Cậu làm đi. Ngô Bình đến trước lò luyện, tay vỗ vào lò luyện, trên bức tường bỗng xuất hiện một cái lỗ to chừng nắm tay, bàn tay anh vỗ vào rồi kéo ra, lập tức kéo theo 3 tia sáng. Liên tiếp 7 lần, tia sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mỏng, cuối cùng cũng không còn kéo ra được nữa. Nhìn thấy tay nghề của Ngô Bình, Lục Phi Hùng cười nói, đây là thần nông thủ trong truyền thuyết sao? Ngô Bình, điện chủ thật tinh mực, thần nông thủ này có thể tách được dược tính. Lục Phi Hùng, thần nông thủ ta cũng biết, nhưng không thuần thục như cậu. Kỳ lạ, cậu nắm rõ thời cơ như thần rồi, làm sao làm được vậy? Ngô Bình cũng không thể nói bản thân có thể nhìn thấu vạn vật được, bèn nói, dựa vào cảm giác, tôi có thể biết được nên ra tay lúc nào. Lục Phi Hùng giơ ngón tay cái, xem ra cậu là thầy luyện đan trời sinh rồi. Đợi sau khi Ngô Bình tách ra được 3 loại dược tính, Lục Phi Hùng lại tiếp tục thêm dược liệu. Trong lúc đó, Ngô Bình lại lần lượt tách ra 7 loại tạp chất. Ngoài ra, anh còn giúp Lục Phi Hùng điều chỉnh thời cơ thêm dược liệu. Rõ ràng, thời cơ Lục Phi Hùng thêm dược liệu, hoặc muộn hơn chút, hoặc sớm hơn chút, dù sao thời cơ 1/1000 giây cũng khó mà nắm bắt được. Khi vị thuốc cuối cùng được bỏ vào, 10 phút trôi qua, Lục Phi Hùng xoa xoa tay cười nói, tôi cảm giác lò luyện này có cơ hội, hiện tại có thể mở lò chưa? Ngô Bình lắc đầu, dường như còn thiếu chút gì đó. Lục Phi Hùng, còn thiếu dược liệu khác sao? Tôi đã làm theo toàn bộ phương thức cổ rồi, hơn nữa trên dược lý cũng không thấy có vấn đề gì. Ngô Bình, không, thiếu 2 loại dược tính. Dược liệu biến đổi vô số năm, không chỉ tăng dược tính, mà cũng có khả năng mất đi dược tính nào đó. Anh nhìn dược liệu trong lò luyện, trong lòng tính toán nhanh chóng đã đoán được là thiếu dược liệu, vội nói, điện chủ, có long diên thảo không? Lục Phi Hùng gật đầu, có. Ông ấy đích thân đi ra.
ngay sau đó cầm một gốc long diên thảo quay về. Ngô Bình tính toán, ngắt ba lá cỏ ném vào lò luyện, sau đó lại bỏ đi dược tính không cần thiết. Sau mấy phút, cuối cùng anh cũng nhìn thấy lò luyện xảy ra thay đổi mà mình muốn, một luồng hơi khí kỳ ảo thoát ra. Lúc này cho dù Ngô Bình không nói, Lục Phi Hùng cũng cảm nhận được, ông ấy nói thành công rồi. Ngô Bình cười nói, điện chủ, thời cơ để đan này thành công rất quan trọng, không thể sớm cũng không thể để muộn. Lục Phi Hùng, lúc đan thành, sẽ có hơi khí đặc biệt thoát ra, tôi dựa vào điểm này để đoán. Ngô Bình, đan dược khác nhau, thời cơ cũng có điểm khác biệt. Tôi sẽ tính toán ra thời gian để điện chủ tham khảo. Trong lúc nói chuyện, lò luyện đan khẽ chuyển động, Ngô Bình lập tức mở lò luyện. Lục Phi Hùng lập tức bấm đan quyết thu lấy đan. Mãi đến khi lò luyện đan bay ra, mới toa ra một luồng khí đặc biệt. Hai tay Lục Phi Hùng hóa thành mây mù, bao phủ một viên đan dược, sau đó đan dược lại chia thành hai, lơ lửng trên không. Chương 813, trận đấu. Ngô Bình nói, điện chủ, trước khi thở ra, ước chừng trong thời gian 1/530 giây mới là thời cơ tốt nhất để thu đan. Lục Phi Hùng gật đầu, chẳng trách lúc trước tôi đều thất bại, thì ra lúc thu đan đều đã muộn rồi. Lại thêm tạp dược quá nhiều, mà lại thiếu hai loại dược tính, nếu mà luyện thành công được mới lạ. Nói rồi ông ấy lại cười lớn, nói, Long Môn Đan vương phẩm. Tốt, tốt lắm. Đan dược trong tay Lục Phi Hùng, lại bỗng phát ra tiếng động liên hồi, rất êm tai. Thế nhưng, tiếng động này chỉ có thể nghe thấy được trong đầu. Ngô Bình, điện chủ, đan này có thể cho tôi một viên không? Lục Phi Hùng cười ha ha, đương nhiên. Ông ấy lấy ra một viên Long Môn Đan đưa cho Ngô Bình rồi nói, cậu em, một viên còn lại tự thì tự tôi giữ vậy. Ngô Bình cười, điện chủ, chỉ bằng ông rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ luyện thêm hai lò. Anh biết rõ là Long Môn Đan có ý nghĩa rất lớn. Bình thường, xác suất để một tu sĩ thần hóa đạt được cảnh giới Long Môn cũng chưa đến một phần, rất nhiều người thậm chí cũng chỉ có cơ hội thành công được một nửa. Mà một khi thăng cấp thất bại, thì rất có khả năng hồn bay phách lạc. Có Long Môn Đan này, tỷ lệ thành công cũng lên đến 3 phần. Hơn nữa sau khi dùng đan này, cho dù thăng cấp thất bại thì cũng sẽ không chết, vẫn có cơ hội làm lại. Lập tức, Lục Phi Hùng lại một mình luyện thêm hai lò Long Môn Đan dưới sự trợ giúp của Ngô Bình. Lò thứ nhất, đan luyện thành nhất phẩm, thành công được một viên, đến lò thứ hai, đan luyện thành vương phẩm, thành phẩm được hai viên. Lục Phi Hùng rất phấn khởi, lại đưa cho Ngô Bình một viên Long Môn Đan vương phẩm xem như cảm ơn. Ông ấy luyện đến say mê, sau khi luyện xong hai lò liền tiếp tục nghiền ngẫm mấy thứ Ngô Bình dạy, để có thể nắm chắc thành thạo hơn. Khi Ngô Bình ra khỏi phòng, thì đã là buổi trưa hôm sau. Vừa ra khỏi phòng luyện đan, anh đã thấy mấy người văn thánh đang đợi bên ngoài. Thì ra mùi hương của Long Môn Đan quá nồng, mọi người đều rất kinh ngạc, lần lượt chạy đến trông ngóng. Nhìn thấy Ngô Bình, văn thánh vội hỏi, thầy luyện đan Ngô, điện chủ có phải đã luyện thành công rồi không? Ngô Bình cười nói, không sai, điện chủ đã thực hành cả một đêm cực khổ, cuối cùng cũng luyện ra Long Môn Đan. Mọi người vui mừng, vỗ tay hoan hô. Công Tôn Thiện Tài hỏi, thầy luyện đan Ngô, không biết đan luyện thành là phẩm gì? Ngô Bình, vương phẩm. Mọi người kinh ngạc, vui mừng không thôi, văn thánh cười lớn nói, ha ha ha. Long Môn Đan vương phẩm, cho dù có cho đan đỉnh môn 100 năm thì bọn họ cũng không luyện ra được Long Môn Đan vương phẩm. Ngô Bình có thể cảm nhận được, các trưởng lão trường sinh điện đều đã kiềm nén lâu, hôm nay đều cảm thấy nở mày nở mặt. Lúc này Ngô Bình mới chú ý đến sắc trời, mới hỏi, bảng xếp hạng nhân tiên bắt đầu rồi sao? Văn Thánh nói, thầy luyện đan Ngô không cần lo lắng, chúng tôi đã cho tạm dừng bảng xếp hạng nhân tiên. Trước khi cậu xuất hiện thì bọn họ sẽ không bắt đầu. Ngô Bình vội nói, cảm ơn, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Văn Thánh và Công Tôn Thiện Tài biết điện chủ không ran gai được, bèn cười nói, chúng tôi đi cùng thầy luyện đan Ngô. Đến quảng trường thi đấu, 60 tu sĩ tham gia bảng xếp hạng tiên nhân đều đã có mặt, bọn họ lập tức tham gia thi đấu bảo vệ võ đài. Ngô Bình vừa đến, trưởng lão Thục Sơn phụ trách vội cao giọng tuyên bố, bảo vệ võ đài, bắt đầu. Lập tức có 10 tu sĩ lần lượt nhảy lên mỗi võ đài, sau đó đã có người lên đài thách đấu. Ngô Bình phát hiện, hôm nay người đến thách đấu rất nhiều, có rất nhiều người tu vi cao thâm, cả người không phải từ Thục Sơn. Văn Thánh nói, thầy luyện đan Ngô, hôm nay người của thần chú môn và vạn ma tông cũng đến rồi. Bảng xếp hạng nhân tiên mấy lần trước, hai nhà này đã cướp đi không ít thiên tài trong 10 người đứng đầu.
Lần này Thục Sơn kiếm phái tôi đã hạ quyết tâm, ít nhất cũng phải lấy được 5 người trong đó. Nhất là vị trí đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiên quan trọng nhất, nhất định phải giữ lại. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, phải giữ thế nào? Văn Thánh, đương nhiên là đập tiền vào rồi, thiên tài cũng chẳng ngốc, ai cho nhiều tài nguyên thì bọn họ sẽ nguyện ý gia nhập nhà đó. Đường Băng Vân, chồng à, đừng nói chuyện nữa, không bắt đầu thì không giành được điểm đâu. Ngô Bình cười, không muộn, anh đi ngay. Anh lập tức đến trước võ đài số 1, lúc này trên võ đài có một người đàn ông cao lớn đang đứng, hắn đã đánh bại 3 người thách đấu mình rồi, toàn bộ đều giải quyết gọn lẹ trong vòng 3 chiêu, thực lực rất mạnh. Khiêu chiến chủ đài mà thắng lợi thì một lần cũng được 20 điểm tích lũy, vì vậy một người bảo vệ võ đài đều phải gặp cảnh bị nhiều người thách đấu. Ngô Bình vừa lên trên võ đài, người đàn ông cao lớn kia đã điên cuồng giống gào lao đến. Xung quanh hắn hình thành một trường lực, trong trường lực này, hành động của Ngô Bình cũng trở nên chậm hơn. Trường vực, anh hừ một tiếng, lập tức thả trường vực của mình ra. Lập tức, thân hình người đàn ông cao lớn kia bị ghim lại, sắc mặt thay đổi. Ngô Bình một quyền đánh bay chủ đài, hắn bay xuống võ đài, rơi tầm mấy chục mét phía ngoài, cả nửa ngày mới bỏ lên được. Người này là ai vậy? Quá mạnh, có người hô lên. Người bị đánh bại là Kim Ngưu, hắn là cao thủ đứng đầu trong thế hệ trẻ của Ngưu Ma Môn đấy, vậy mà một chiêu đã thua rồi. Chú ý, người này là cao thủ siêu cấp, tạm thời đừng thách đấu tên này, cũng có tu sĩ tham gia âm thầm tuyển đi tin tức. Nhưng luôn có người không phục, rất nhanh sau đó, lại có một người nhảy lên võ đài, muốn thách đấu Ngô Bình. Người này vai rộng nhưng eo lại rất nhỏ, cơ bắp cuồn cuộn thu hút. Hắn ta để đầu chọc, ngay cả lông mày cũng cạo đi, hơn nữa trên lông mày còn có 2 hình xăm đỏ máu. Đồng thời, trên da và đầu hắn ta chẳng chịt ký hiệu. Đây là cao thủ trẻ của phù chú môn, Lỗ Chiến. Sắp có kịch hay xem rồi. Nghe nói trên xương, trên da Lỗ Chiến xăm đủ các loại bùa chú, thực lực bây giờ cũng đạt đến cấp chân nhân. Một năm trước, hắn ta từng một mình tiêu diệt một vị địa tiên tà đạo, cả thiên hạ đều khiếp sợ. Đúng vậy, có thêm sức lực từ nhiều phù chú như vậy, ai có thể địch lại hắn ta chứ? Hắn ta là ứng cử viên nổi nhất cho vị trí người đứng đầu bảng nhân tiên đấy. Lỗ Chiến xoay cổ, cười u ám, nói anh lợi hại đấy, rất tốt, cuối cùng cũng có thể đánh một trận thoải mái rồi, sau đó tôi sẽ thẳng tay giết chết anh. Ngô Bình, giết chết tôi. Anh nghĩ xăm mình thì là thiên hạ vô địch sao? Ánh mắt Lỗ Chiến bỗng trở nên lạnh lùng hiếu chiến, nói rõ từng câu từng chữ, anh, sẽ biết ngay thôi. Mặt đất chấn động, Lỗ Chiến giống như một chiếc xe tăng, lao đến, khí thế như núi sắt, khiến mọi người dưới đài đều kinh hô. Phù chú trên người hắn ta lại phát sáng chói mắt, vô cùng đáng sợ. Ngô Bình hóa thành mấy hình bóng, nhẹ nhàng tránh né từng đòn của đối phương. Nhưng anh cảm thấy thực lực người này rất mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn khó mà đánh bại. Ngô Bình tránh né đòn tấn công thứ 3 thì Lỗ Chiến cười điên cuồng nói, nếu không dám nghênh chiến trực diện thì tốt nhất mau cút xuống võ đài sớm đi, chớ có lãng phí thời gian. Ngô Bình không quan tâm, tiếp tục đánh du kích. Sau mấy phút, anh đại khái đã nhìn ra được phù chú trên người Lỗ Chiến. Trên xương, trên da, thậm chí trong mắt của Lỗ Chiến cũng có phù chú, những phù chú này khiến tốc độ, sức mạnh, thị lực, tốc độ của hắn ta đều vượt qua tu sĩ cùng cấp. Nhưng những phù chú này cũng có điểm yếu, muốn sử dụng toàn bộ thì phải tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh lực của bản thân, vì vậy hắn ta không thể duy trì quá lâu. 10 phút sau, Lỗ Chiến đã không còn nhẫn nại, Ngô Bình khinh công rất tốt, hắn ta căn bản không đuổi kịp nên đánh không được, lại cứ tiêu hao như vậy, chắc chắn sẽ thua. Giống lên một tiếng, Lỗ Chiến đột nhiên sử dụng toàn bộ phù chú, tốc độ tăng lên gấp bội. Ngô Bình tránh né 3 đòn trước, lớn tiếng nói, Lỗ Chiến, nhận lấy một quyền của tôi. Lần đầu tiên, hai bên va chạm, tiếng nổ vang vọng, hai người liên tục lùi mấy bước, Ngô Bình lùi xa hơn chút. Lỗ Chiến giống lớn, lại tấn công lần nữa. Ngô Bình vẫn không chùn bước, nghênh chiến, ra quyền, anh có võ hồn, chiếm ưu thế chiêu thức, lập tức dùng quỷ long bóp cổ tấn công Lỗ Chiến. Chương 814, bảng xếp hạng nhân tiên. Một tiếng vang lớn, Lỗ Chiến bị đánh bay đi mấy mét, sau khi rơi xuống đất ánh sáng trên thân dần dần nhạt đi, hơi thở Ngô Bình thì càng lúc càng mạnh, anh lại ra tay lần nữa, tấn công về phía Lỗ Chiến. Lúc này thể lực của Lỗ Chiến đã tiêu hao rất nhiều, hắn ta cố gắng tiếp chiêu, nhưng vừa đưa tay lên đã bị Ngô Bình đánh bay, rơi xuống võ đài. Mọi người đều kinh ngạc,
Lỗ Chiến lại bị đánh bại như thế sao? Cứ như vậy, sau đó cũng không còn ai dám khiêu chiến Ngô Bình nữa, võ đài của anh vô cùng vắng vẻ, thậm chí không có người vây xem. Ngô Bình cũng không quan tâm, anh lấy ghế ngồi trên võ đài, đợi người khiêu chiến tiếp theo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cứ 15 phút trôi qua thì anh có thể có được một điểm tích lũy. Nhưng nếu cứ như vậy thì vẫn không nhiều bằng việc chấp nhận thách đấu. Cứ vậy trôi qua một tiếng đồng hồ, Ngô Bình mới kiếm được 4 điểm. Trái lại, các chủ đài khác ít nhất cũng đã nghênh chiến đến 4, 5 người thách đấu rồi, kiếm được 4, 50 điểm tích lũy. Anh rất không vui, lập tức nhảy xuống võ đài, đi thách đấu chủ đài số 2. Chủ đài thứ 2 là đệ tử của Vạn Ma Tông, ma khí nặng nề, sức lực vô hạn, là đối thủ mạnh của Lỗ Chiến. Người này cao hơn 2,5 m, khoác áo giáp đen nặng, hai tay cầm một cây búa sắt, trông như một mãnh thú. Trước đó, hắn ta đã đánh chết đánh bị thương 4 người thách đấu, đã hơn nửa tiếng không có ai dám thách đấu hắn ta rồi. Nhìn thấy chủ đài số 1 qua đây, hắn ta cười lạnh, anh không đến, tôi cũng sẽ đi tìm anh. Ngô Bình nói, không có ai thách đấu với tôi buồn chán đến chết rồi, dứt khoát đến thách đấu với chủ đài. Đệ tử Ma Tông điên cuồng thét một tiếng, hai cây búa như sao băng đập mạnh về phía Ngô Bình, chúng rời khỏi tay của chúng nhân rồi bay đi, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình né sang trái, thế nhưng cây búa phía sau bỗng tăng tốc, nện vào cây búa thứ nhất, hai cây búa đổi hướng, tiếp tục lao về hướng Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày, anh đứng vững tư thế tấn, hai tay trái phải lần lượt bắt lấy từng cây búa. Sức lực khổng lồ, kéo theo thân thể anh, sau đó cả người anh liên tục xoay tròn, tiếp đó lại trở tay ném búa đi. Cây búa lao vút, tốc độ nhanh chóng, tạo ra âm thanh như sấm rền, càng lúc càng nhanh. Người khổng lồ kia kinh ngạc, cũng học theo Ngô Bình muốn nhận lấy cây búa, nhưng hai tay vừa chạm vào thì cánh tay đã tê dần, sau đó ngực bỗng đau nhói, bị một cây búa đánh bay. Sau đó cây búa thứ hai bay đến, đánh vào vai trái hắn ta. Hắn ta rên lên đau đớn, cố gắng chống đỡ cơ thể rơi xuống võ đài. Rõ ràng, hắn ta đã thua rồi. Ngô Bình không buồn liếc nhìn hắn ta, mà đi đến võ đài thứ ba. Không thể không nói, mấy chủ đài này không hề đơn giản, thực lực ai ai cũng mạnh, muốn thắng bọn họ không hề đơn giản. Nhưng anh là võ thánh sở hữu võ hồn, người trong sân này, không ai là địch nổi anh cả. Cứ như vậy, Ngô Bình một đường quét sạch, đánh bại toàn bộ 9 chủ đài còn lại, có được 180 điểm tích lũy. Cộng thêm 24 điểm lúc trước, tổng cộng đạt được 204 điểm. Nhưng, chỉ đơn thuần dùng điểm tích lũy để tính thì anh không chiếm được ưu thế, bởi vì các chủ đài khác cũng đều có được điểm tích lũy tầm đó, bọn họ không chỉ thách đấu chủ đài khác, mà còn có người không ngừng thách đấu bọn họ. Ngô Bình nghi ngờ, người thách đấu bọn họ có lẽ đã bị mua chuộc rồi, cố ý tặng điểm cho bọn họ. Trước mắt nếu không tính điểm cộng thì điểm số của anh không phải cao nhất, nhưng anh không quan tâm, ba hạng mục kiểm tra đầu đều có điểm cộng, cho dù không đứng nhất thì chắc chắn cũng là trong ba người đứng đầu. Dưới võ đài, Văn Thánh khẽ cười nói, thầy luyện đan Ngô đúng là kỳ tài, không chỉ đan đạo ở trình độ bất phàm, mà võ lực cũng mạnh như vậy. Công Tôn Thiện Tài nói, nếu thầy luyện đan Ngô có thể giết đến người đứng đầu bảng nhân tiên, cộng thêm trình độ đan đạo của cậu ấy, nói không chừng có thể có được cơ hội tiến vào thượng giới rồi. Văn Thánh, từ khi Thục Sơn kiếm phái thành lập đến nay, cũng chỉ có hai người có cơ hội tiến vào thượng giới, người gần nhất cũng cách hiện tại không biết bao nhiêu năm rồi. Anh cảm thấy thầy luyện đan Ngô có cơ hội. Công Tôn Thiện Tài, kỳ tài như vậy, không lên thượng giới thì thực sự đáng tiếc. Rất nhanh, kết quả đã công bố. Người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiên là Ngô Bình, tổng điểm 329, người thứ hai cũng khá cao, 285 điểm. Nếu không phải thành tích thí nghiệm của Ngô Bình cao thì vị trí đầu tiên đã bị cướp mất rồi. 10 người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiên, ngoài Ngô Bình ra thì đều là đệ tử các thế lực lớn, vì vậy các môn phái lập tức nhìn Ngô Bình chằm chằm, lần lượt đến mời anh gia nhập môn phái của mình. Công Tôn Thiện Tài lập tức ngăn mọi người, các vị, xin lỗi, Ngô Bình đã là người của Trường Sinh Điện chúng tôi rồi, mọi người đến muộn một bước rồi. Mọi người không khỏi tiếc bỏ, tư chất Ngô Bình rất tốt. Để Thục Sơn kiếm phái cướp đi thì quá đáng tiếc. Lúc này, Trần Hạc Niên xuất hiện, anh ta cười nói, anh Ngô, quả nhiên anh không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được vị trí đầu, trở thành người đứng đầu tứ đại công tử năm nay. 4 người đứng đầu bảng xếp hạng nhân tiên, sẽ trở thành tứ đại công tử của địa tiên giới kế tiếp. Danh tiếng của tứ đại công tử rất vang dội, cũng rất có ích, sau này cho dù Ngô Bình đi đến đâu, cũng sẽ được mọi người coi trọng.
Sau đó, Trần Hạc Niên cảnh giác nhìn Công Tôn Thiện Tài, trưởng lão Công Tôn, vừa nãy ông nói, anh Ngô đã gia nhập Trường Sinh Điện. Công Tôn Thiện Tài nói, không sai, hiện tại cậu ấy đã là thầy luyện đan của Trường Sinh Điện chúng tôi rồi. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ấy gia nhập Vô Tương Phong các người. Trần Hạc Niên rất bất ngờ, anh Ngô mà lại trở thành thầy luyện đan của Trường Sinh Điện. Ngô Bình cười nói, đãi ngộ Trường Sinh Điện không tệ nên tôi gia nhập rồi. Trần Hạc Niên gật đầu, anh Ngô, tôi trịnh trọng mời anh gia nhập Vô Tương Phong. Ngô Bình đã có quyết định, gật đầu tôi đồng ý. Trần Hạc Niên vui mừng, cười nói, anh Ngô, mời theo tôi đến Vô Tương Phong. Ngô Bình bèn nói với Công Tôn Thiện Tài và Văn Thánh, hai vị trưởng lão, tôi đến Vô Tương Phong một chuyến trước đã. Sau khi chào hai trưởng lão, Ngô Bình dẫn theo đường băng vân, đi theo Trần Hạc Niên đến Vô Tương Phong. Vô Tương Phong không chỉ là một ngọn núi, mà là dựa vào hơn 10 ngọn núi của Vô Tương Phong làm chủ, địa bàn rộng lớn. Ở giữa rất nhiều ngọn núi, có một thung lũng rất lớn, bên trong có một thành phố xa hoa, là thành Phúc Khang. Đến Vô Tương Phong, Trần Hạc Niên gọi một đệ tử đến, làm thủ tục nhập môn. Mấy thủ tục này có hơi rườm rà, phải chạy tới lui cả nửa ngày. Mà hắn ta thì mời Ngô Bình và Đường Băng Vên đến trong một toàn viện yên tĩnh. Anh Ngô, viện này là nơi mà tôi ở trước đây, hoàn cảnh không tệ, anh tạm thời cứ ở đây. Sau này, Vô Tương Phong sẽ sắp xếp một ngọn núi làm nơi tu luyện cho anh Ngô sau này. Ngô Bình cũng bất ngờ, sắp xếp cho ta một ngọn núi sao? Trần Hạc Niên cười nói, đó là chuyện đương nhiên, anh Ngô là đệ tử tinh anh, có tư cách sở hữu cả một ngọn núi. Ngô Bình có chuyện cần hỏi anh ta nên mở miệng, anh Trần, tôi thấy người trên bảng nhân tiên, đa phần đều đến từ các thế lực lớn danh tiếng. Ý nghĩa của bảng nhân tiên này là sao? Trần Hạc Niên nói, anh Ngô có điều không biết, bảng nhân tiên ban đầu là do các thế lực lớn khác tranh đoạt cơ hội tiến vào thiên võ mật cảnh mà tạo ra. Sau này, bảng nhân tiên được gửi gắm nhiều ý nghĩa hơn, ví dụ như phân chia lợi ích đại hội tiên truyền, lôi kéo các nhân tài thế lực nhỏ về trong môn mình, vân vân. Ngô Bình, thiên võ mật cảnh này lúc nào thì mở ra? Trần Hạc Niên, thời gian bất định, đại khái năm nay sẽ mở một lần. Mà người 10 người đứng đầu bảng nhân tiên cũng có cơ hội tiến vào thiên võ mật cảnh. Muốn mở thiên võ mật cảnh, cần phải có các thủ các thế lực lớn, mượn sức lực đại trận mới có thể duy trì lối ra vào được ổn định. Anh ta lại nói, ngoài ra người có thể lên được bảng nhân tiên sẽ có phần thưởng. Anh Ngô là người đứng đầu, phần thưởng của anh là 2.000, còn có một thanh phi kiếm, hai phù chú. Chương 815, Linh khiếu thứ 6 và Thần khiếu thứ 3. Trần Hạc Niên chưa đưa Ngô Bình đi gặp phong chủ ngay mà sắp xếp chỗ ở cho anh trước rồi từ biệt Ngô Bình. Đối phương vừa đi khỏi, Đường Băng Vân nói, chồng à, sau này anh chính là đệ tử sáng giá của kiếm phái Thục Sơn rồi. Nếu ông nội biết tin này thì chắc chắn sẽ mừng lắm. Ngô Bình, phái Thục Sơn nhỏ như vậy thì có gì đáng nói đâu. Anh còn có mục tiêu lớn hơn nữa. Băng Vân, em bảo vệ anh nhé, anh sẽ tu luyện ở đây. Hiện giờ anh phải tranh thủ thời cơ khai mở thần khiếu mới. Ở địa tiên giới, anh có thể cảm nhận được 4 loại năng lượng tốt nhất. Trước đó anh hút được hậu thổ nguyên lực, đại la thiên lực, huyền thiên chú lực. Giờ anh sẽ tiếp tục hút được hàn băng thần lực và khai mở thần khiếu thứ 3. Sau khi mở ra 3 thần khiếu, các thần khiếu sẽ tương hỗ với nhau làm tăng cường sức mạnh của thần hồn. Có điều trong giai đoạn này anh sẽ rơi vào huyễn cảnh, gọi là kiếp nạn huyễn cảnh. Nếu tố chất tinh thần không vững thì sẽ gặp rắc rối to. Có điều Ngô Bình đã luyện thành thánh tâm nên cũng không sợ kiếp nạn này. Anh đã có nhiều kinh nghiệm khai mở thần khiếu nên lần này anh nhanh chóng khóa chặt vòng xoáy năng lượng hàn băng thần lực rồi bắt đầu hút lấy nó. Hàn băng thần lực khá đậm đặc nên hút khá dễ. Ngô Bình điều khiển dòng năng lượng này đi vào, tấn công thần khiếu thứ 3. Cần phải đả thông thần khiếu này để hàn băng thần lực đi vào, sau đó đưa võ hồn của anh vào trong đó, để nó hút lấy hàn băng thần lực. Võ hồn của Ngô Bình nhanh chóng có được hàn băng thần lực. Có được thần lực này, Ngô Bình có thể thi triển được một số kỹ năng đặc biệt. Ngoài ra, nếu anh uống thêm băng phách thánh thần đan thì cũng phải hút được năng lượng hàn băng thần lực này trước, bởi vì chỉ có nguồn năng lượng này mới áp chế được dược lực cực mạnh của loại đan dược này. Anh lấy ra viên đan, không hề do dự mà nuốt xuống. Đường Băng Vân canh ở bên ngoài, đệ tử ban nãy đi làm thủ tục đã quay lại. Khi quay lại còn mang theo một bộ quần áo, bản đồ chỉ đường và thẻ bài treo ở thắt lưng của Thục Sơn Vô Tương Phong đưa cho họ. Trần Hạc Niên lại tới,
thấy Ngô Bình đang tu luyện nên không làm phiền anh. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Ngô Bình cũng tu luyện xong. Ngô Bình lúc này võ hồn còn mạnh hơn trước, thần khiếu và linh khiếu đang cộng hưởng với nhau, không ngừng tinh luyện cơ thể và võ hồn của anh. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình đã gặp kiếp nạn huyễn cảnh, có điều anh nhanh chóng vượt qua được, kiếp nạn gần như không ảnh hưởng gì được đến anh. Đây chính là lợi ích của việc có thánh tâm lớn mạnh và đạo tâm vững chắc. Bộ rễ của đạo chủng cũng bắt đầu hút được 8 luồng năng lượng, không ngừng phát triển mạnh hơn nữa. Lúc này, lá bùa truyền tin trên người anh đột nhiên động đậy, là Đông Phật Tiên Sinh truyền tin tới hẹn anh gặp mặt ở khách điếm Vĩnh Hưng của thành Phúc Khang. Ngô Bình lập tức lên đường đến đó. Đến khách điếm, anh gõ cửa một phòng khách. Cửa mở ra, Đông Phật Tiên Sinh cười nói, vào đây ngồi đi. Ngô Bình cười đáp, sư phụ, giờ con đã là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh rồi. Vốn Ngô Bình nghĩ Đông Phật Tiên Sinh sẽ rất vui khi biết tin này. Ai ngờ, ông ấy lại nghiêm mặt lại hỏi, ta nghe nói Điện Trường Sinh đã luyện được Long Môn Đan, việc này là thật sao? Ngô Bình gật đầu, vâng, con cũng có tham gia. Nói như vậy, nếu không có con thì Long Môn Đan này không thể luyện thành, ông ấy hỏi tiếp. Ngô Bình, nói vậy cũng không sai. Đông Phật Tiên Sinh khẽ thở dài, Điện Trường Sinh và Đan Đỉnh Môn tranh chấp rất kịch liệt. Nếu Đan Đỉnh Môn biết năng lực của con thì chắc chắn sẽ tìm cách hại con. Ngô Bình cau mày, sư phụ, Đan Đỉnh Môn dám giết người của kiếm phái Thục Sơn sao? Bọn họ không cần trực tiếp ra tay, ở địa tiên giới có rất nhiều tổ chức sát thủ, đều rất đáng sợ. 50 năm trước, Thục Sơn có một thiên tài luyện đan bị tổ chức sát thủ giết chết. Mặc dù sau đó kiếm phái Thục Sơn nổi giận, tiêu diệt tổ chức sát thủ đó nhưng kẻ thực sự đứng sau giật dây thì lại không tìm ra được. Hơn nữa, ông ấy nói tiếp, thầy luyện đan đã hiếm, thầy luyện đan xuất sắc lại càng hiếm hơn. Sự xuất hiện của con sẽ khiến những thầy luyện đan khác ở địa tiên giới cảm thấy bị đe dọa. Bên ngoài bọn họ tỏ ra khách sáo với con nhưng trong lòng thì thù ghét con thấu ruột gan. Đông Phật Tiên Sinh, sau này ở Điện Trường Sinh, con chỉ nên luyện ra vài loại đan dược, hoặc chỉ phụ giúp họ luyện Long Môn Đan thôi. Như vậy con vừa thể hiện được năng lực một cách hợp lý mà lại không khiến kẻ khác đề phòng. Nhớ kỹ, thầy luyện đan khác cũng cần kiếm miếng cơm, con không thể đạp đổ hết bát cơm của họ. Ngô Bình gật đầu, sư phụ, con hiểu rồi. Đông Phật Tiên Sinh, chỉ dựa vào sức mạnh của hai thầy cho ta, nếu đứng trước mặt cao thủ cảnh giới thần hóa hay cảnh giới động tàng thì chẳng khác nào con kiến, cho nên từng nước đi phải vô cùng cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Sư phụ đã ở địa tiên giới hơn nửa năm, đã thấy quá nhiều âm mưu và thù hận nên mới nói con nghe những việc này. Sau đó, ông ấy như thể lại nghĩ ra gì đó nên nói tiếp, hôm qua sư phụ ra ngoài gặp hai sư huynh của con. Hai đứa nó có tin này nhờ ta chuyển lời lại cho con. Ngô Bình vội vã hỏi, là tin gì vậy sư phụ? Hình như Hắc Thiên Giáo đang có vấn đề gì đó. Có rất nhiều người trong giáo phái đang đi nghe ngóng tung tích của con. Sau cùng, thông qua đại sư huynh con họ mới biết được tung tích của con. Ngô Bình, vâng, con hiểu rồi. Hai người họ nói chuyện thêm nửa tiếng nữa rồi Đông Phật Tiên Sinh liền vội vã rời đi. Ngô Bình quay lại Vô Tương Phong, nói với Đường Băng Vân, em ra ngoài làm giúp anh một việc được không? Nghe ngóng giúp anh xem gần đây Hắc Thiên Giáo xảy ra chuyện gì. Nói rồi, anh đưa cho cô một tấm lệnh bài. Có lệnh bài này, Đường Băng Vân có thể trực tiếp liên hệ với các trưởng lão, đường chủ của Hắc Thiên Giáo. Đường Băng Vân gật đầu đáp, được, em sẽ về sớm nhất có thể. Đường Băng Vân đi cả đêm để ra khỏi địa tiên giới, còn Ngô Bình tiếp tục hút loại năng lượng cao cấp thứ 5 của địa tiên giới là Hoang Cổ Thánh Lực. Anh đã khai mở 5 linh khiếu, tiếp theo sẽ là cái thứ 6. Linh khiếu thứ 6 có một đặc điểm, đó là sau khi khai mở được nó thì không lâu sau sẽ phải trải qua cơn đại thoái bệnh. Cơn đại thoái bệnh này khá nguy hiểm, nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng. Đương nhiên, một khi đại thoái bệnh kết thúc thì thể chất của Ngô Bình sẽ lên một tầm cao mới. Giống như hoàn toàn lột xác, khi đó anh không phải người phàm nữa mà sẽ trở thành thần thánh. Trong Bát Cửu Huyền Kinh đã ghi, có tổng cộng 24 loại năng lượng thượng phẩm. Ở thế giới bên ngoài có 4 loại. Ở địa tiên giới có 5 loại. Giờ khó khăn lắm anh mới vào được địa tiên giới nên đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh phải tranh thủ hút lấy Hoang Cổ Thánh Lực. Đối với một tu sĩ bình thường thì việc khai mở linh khiếu và hút năng lượng là một quá trình dài. Có một số người cần từ vài năm đến mấy chục năm chỉ để mở một thần khiếu. Ngô Bình thì khác, nhờ có mắt thấu thị mà anh có thể định vị chính xác linh khiếu và thần khiếu nên việc khai mở chúng cũng không quá khó khăn. Đó là ưu thế lớn nhất của anh.
Linh khiếu và thần khiếu vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện sau này. Ví dụ khi ở cảnh giới linh biến của địa tiên, chỉ có tu sĩ đã mở được 5 linh khiếu mới có thể viên mãn cảnh giới này. Hơn nữa càng mở được nhiều linh khiếu thì vào cảnh giới này tu luyện càng thuận lợi, hiệu quả cũng càng tốt hơn nữa. Còn thần khiếu, chỉ khi mở được từ 3 thần khiếu trở lên thì sau này mới có thể tạo ra linh hồn sơ sinh. Thậm chí những cảnh giới phía sau như thần hóa, động tàng, đoạt thiên đều có yêu cầu rất cao về linh khiếu và thần khiếu. Ví dụ như cảnh giới đoạt thiên, cần phải khai mở được hết 8 thần khiếu và 9 linh khiếu mới có thể đột phá lên cảnh giới này. Ngô Bình hút lấy năng lượng hoang cổ thánh lực, càng lúc càng nhiều năng lượng đi vào cơ thể anh rồi bắt đầu tràn vào linh khiếu. Sáng hôm sau, cuối cùng linh khiếu cũng dần mở ra cho năng lượng đi vào bên trong. Không lâu sau, chân lực do hoang cổ thánh lực trợ lực bắt đầu luân chuyển khắp cơ thể anh. Tâm trạng Ngô Bình không tệ, anh mở cửa ra thì nhìn thấy Đường Băng Vân đã trở về. Anh vội vã hỏi, Băng Vân, em đã hỏi được chưa? Đường Băng Vân gật đầu đáp, chồng à, Hắc Thiên Giáo xung đột với Thiên Quỷ Giáo dẫn đến không ít người thiệt mạng. Thiên Quỷ Giáo đang lớn mạnh rất nhanh, hiện giờ đang nuốt mất địa bàn của Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình nheo mắt lại, đáp xem ra, anh phải nhanh chóng trở về thôi. Ngô Bình nheo mắt lại, đáp xem ra, anh phải nhanh chóng trở về thôi. Mặc dù bên ngoài còn có việc cần xử lý nhưng Ngô Bình không thể rời đi ngay bởi vì anh vừa gia nhập kiếm phái Thục Sơn, còn chưa tới gặp phong chủ. Buổi sáng, Trần Hạc Niên cuối cùng cũng đưa anh đi gặp phong chủ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền là một cao thủ cảnh giới động tàng, người đời gọi là Đạo Huyền Tiên Quân. Ông ấy đức cao vọng trọng nên mới được thế nhân tôn là Tiên Quân. Trần Đạo Huyền đã biết về tình hình của Ngô Bình. Ông ấy biết anh là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh, là nhân tiên số 1. Nhân tài như vậy ông ấy có nằm mơ cũng muốn có được. Vô Tương Phong đã sống trầm lặng trong một thời gian quá dài, giờ rất cần những thiên tài như thế này gia nhập. Mặc dù vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt Trần Đạo Huyền không hề tỏ vẻ vui mừng mà ngược lại vô cùng thản nhiên. Ngô Bình, nghe nói hiện cậu là thầy luyện đan của Điện Trường Sinh, ông ấy hỏi. Ngô Bình, vâng thưa phong chủ, đệ tử đang trợ giúp Điện Trường Sinh luyện Long Môn Đan. Trần Đạo Huyền sớm đã biết chuyện này, ông ấy gật đầu đáp, rất tốt, không hổ là thiên tài của Vô Tương Phong ta. Tôi quyết định thu nhận cậu làm đệ tử, cậu có đồng ý không? Việc phải bái Trần Đạo Huyền làm sư phụ, Ngô Bình sớm đã biết rồi nên không hề do dự, đáp đệ tử đồng ý. Trần Đạo Huyền không khỏi mỉm cười đáp, được. Trần Hạc Niên cười đáp, sau này anh chính là sư thúc của tôi. Tổ phụ của tôi cả đời chỉ nhận 2 đệ tử, anh chính là người thứ 2. Hãy chọn một ngày tốt, chúng ta sẽ chính thức tổ chức lễ bái sư. Trần Đạo Huyền phất tay ý bảo Trần Hạc Niên lui xuống rồi nói với Ngô Bình, đồ nhi, nghe nói con đã là võ thánh. Ngô Bình, vâng thưa sư phụ, con đã khai mở được 6 linh khiếu, 3 thần khiếu. Trần Đạo Huyền nghe vậy thì còn mừng rỡ hơn, cười nói quá tốt rồi. Cứ cố gắng khai mở càng nhiều linh khiếu và thần khiếu thì con đường tu luyện phía trước sẽ càng đạt được nhiều thành quả. Khi vi sư còn là nhân tiên, cũng chỉ khai mở được 6 linh khiếu và 4 thần khiếu mà thôi. Sau này con chắc chắn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn sư phụ. Ngô Bình, sư phụ, người có tu vi cao nhất trong kiếm phái Thục Sơn chúng ta là ai vậy? Trần Đạo Huyền, đương nhiên là trưởng môn. Chương 816. Ngô Bình xứng lại, kể từ khi đến đây anh chưa hề nghe ai nhắc đến trưởng môn. Anh còn tưởng kiếm phái Thục Sơn không có trưởng môn. Trần Đạo Huyền, trưởng môn hiện tại đang ở cảnh giới bất tử của động tàng. Một khi thành công thì sẽ trở nên bất tử. Có điều trưởng môn đã bế quan 150 năm rồi, đến giờ vẫn chưa xuất quan. Dưới trưởng môn thì người có tu vi cao nhất là phủ chủ của Hạo Thiên Kiếm Phủ. Ông ấy là cao thủ cảnh giới động thiên. Dưới nữa là phong chủ Thanh Vân, chủ nhân Điện Trường Sinh, chủ nhân Điện Thanh Liên, còn có vi sư. 4 người bọn ta đều ở cảnh giới Long Môn. Ngô Bình rất ngạc nhiên, kiếm phái Thục Sơn lại có tới 6 vị tiên quân, thảo nào môn phái này được mệnh danh là mạnh nhất địa tiên giới. Trần Đạo Huyền, đồ nhi, con có được tu vi như hiện tại chứng tỏ chân truyền của con cũng không hề tệ. Con có thể tiếp tục tự đi theo con đường tu luyện của mình, nếu con cần thêm gì hãy nói với ta. Đương nhiên. Con cũng có thể tu luyện một số tuyệt học của kiếm phái Thục Sơn. Ngô Bình hỏi, sư phụ, chân truyền của 5 phong, 2 điện và 1 phủ đều giống như nhau sao? Trần Đạo Huyền, về cơ bản là đều như nhau, có điều thành quả tu luyện đạt được lại khác.
Vô Tương Phong của chúng ta là do một vị trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông thành lập nên, công pháp trọng tâm là Vô Tương Kiếm Kinh. Thục Sơn môn năm xưa có được một bộ công pháp thiên phẩm, 8 vị trưởng lão có tư chất tốt nhất cùng đóng cửa tu luyện công pháp này, kết quả sau khi tu luyện và lĩnh ngộ công pháp của 8 người họ hoàn toàn khác nhau. Các vị trưởng lão dựa trên cách hiểu của bản thân mà luyện ra các loại Vô Tương Kiếm Kinh, Thanh Liên Kiếm Quyết, Hạo Thiên Kiếm Đạo, Trường Sinh Quyết, Thiên Huyền Kiếm Đạo, Âm Dương Khôi Lỗi Kinh, Đà Sơn Kinh, Vô Sinh Kiếm Đạo. 8 vị trưởng lão sau này đã cùng nhau lập nên Thục Sơn Kiếm Tông. Tất cả các loại công pháp này bất phân cao thấp, tu luyện đến đỉnh cao của bất cứ loại nào cũng có thể đắc đạo. Ngô Bình, sư phụ, vậy 8 vị trưởng lão đều đắc đạo, trở thành thiên tiên sao? Trần Đạo Huyền gật đầu, tất cả họ đã trở thành thiên tiên. Ngô Bình, sư phụ, người từng nhìn thấy bộ công pháp thiên phẩm đó chưa? Trần Đạo Huyền đáp, đương nhiên là chưa từng thấy. Bộ công pháp hoàn chỉnh được cất giấu ở Thục Sơn môn của thượng giới. Ngô Bình hơi thất vọng. Trần Đạo Huyền như thể đọc được suy nghĩ của anh nên nói, những tiền bối năm xưa lĩnh ngộ Vô Tương Kiếm Kinh đó cả tu vi và tư chất đều vượt xa ta. Nếu có thể luyện thành kiếm kinh thì dù sau này không thể lên thiên tiên, con cũng vô cùng mạnh. Ngô Bình gật đầu, vâng, đệ tử hiểu rồi ạ. Trần Đạo Huyền lấy ra một miếng ngọc bội màu tím nhạt, nói, đây là pháp khí không gian mà trưởng môn tạo ra, năm đó ta được tặng một cái, giờ ta cho con. Bên trong có một số thứ ta muốn tặng cho con. Ngô Bình dùng hai tay đón lấy miếng ngọc bội, cười nói cảm ơn sư phụ. Trần Đạo Huyền gật đầu nói, Vô Tương Kiếm Kinh và kiếm vô tương đều có trong đó, con có thời gian thì hãy thử tu luyện. Nhưng nếu con chưa muốn tu luyện công pháp này thì cũng không sao cả, đợi khi con thành địa tiên rồi tu luyện cũng chưa muộn. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử tinh anh của Vô Tương Phong, mỗi tháng có thể nhận được một số tài nguyên. Con có chuyện gì có thể trực tiếp đến tìm ta, nếu vi sư không có ở đây thì con đi tìm Hạc Niên nhé. Ngô Bình, vâng. Trần Đạo Huyền, con là kỳ tài hiếm có, giờ vi sư sẽ đem kiến thức nhiều năm tích lũy được truyền lại cho con. Nói rồi, ông ấy vươn tay chỉ vào ấn đường Ngô Bình. Một luồng ký ức khổng lồ truyền vào trong đầu anh. Những ký ức này đều thuộc về Trần Đạo Huyền. Ông ấy đem ký ức từ khi mình sinh ra, những lần vào sinh ra tử, những lần bị mưu hại, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện, tất cả đều được truyền lại cho Ngô Bình. Ký ức này là tuyệt học bí truyền, vô cùng quý giá. Bên trong là toàn bộ những chuyện Trần Đạo Huyền đã xảy ra, còn có cả kinh nghiệm tu luyện. Thông thường, thứ quý giá thế này chỉ truyền cho người thân, ví dụ như con trai ruột. Phải biết rằng đến cháu trai ruột của Ngô Bình, không giấu nổi sư phụ, quả thực con phải ra ngoài một chuyến. Trần Đạo Huyền, vậy con đi đi, nhớ về sớm một chút. Một thời gian nữa là thiên võ mật cảnh sẽ mở, con không nên bỏ lỡ. Ngô Bình, vâng. Sau đó, Trần Hạc Niên sắp xếp chỗ ở mới cho Ngô Bình. Đó là một đỉnh núi có phong cảnh mỹ lệ và những ngôi nhà nối tiếp nhau. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi tới Thiếu Long Phong, chỉ thấy trên ngọn núi bạt ngàn trúc tím, khắp nơi đều có các cửa hàng, trạm dừng chân. Ngoài ra còn có hàng trăm người hầu kẻ hạ đang đi lại tấp nập ở đó. Có điều anh không có thời gian mà ở lại đây ngắm cảnh, anh nhờ Đường Băng Vân ở lại đó thay anh sắp xếp đồ đạc, còn anh thì rời khỏi địa tiên giới trước. Trong tay anh có bản đồ dẫn đường, giờ anh lại còn là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn nên việc đi lại cũng dễ dàng thuận tiện hơn nhiều. Vừa ra khỏi đó, anh cưỡi lên nhân bì Viêm Dương để bay về Vân Kinh. Vân Kinh có mấy thứ anh cần quay lại xem. Trong biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long có đại thần Côn Ngô và cây đào tiên. Anh cũng tiện ghé qua thăm Đường Tử Di, đã lâu không gặp nên anh rất nhớ cô ấy. Dù gì việc ở nước Á Mã cũng không gấp, tới muộn vài ngày nữa cũng không sao. Một vài tiếng sau, Ngô Bình và Viêm Dương đáp xuống biệt thự Vịnh Bạch Long. Vừa vào trong sân đã có một chú chó lao ra, đó chính là Đông Hoàng. Một thời gian trước người nhà Ngô Bình rời khỏi huyện Minh Dương nhưng Đông Hoàng không rời đi. Cho nên, Đường Tử Di phái người tới đón nó đến Vân Kinh rồi để nó sống ở biệt thự Vịnh Bạch Long. Nhìn thấy Đông Hoàng, Ngô Bình tưởng Đường Tử Di vẫn còn ở đó nên lớn tiếng gọi Tử Di. Sau đó có một cô gái đi ra. Cô gái này chừng 20 tuổi, vóc dáng và nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm. Hơn nữa cô gái này có nét giống Đường Tử Di nhưng gầy hơn một chút. Đây chính là em gái Đường Tử Di, Đường Tử Yên. Chương 817, thần chú bất tử. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên hỏi, Tử Yên, sao em lại ở đây?
Nương tử Yên, chị Tử Di đi công tác nên nhờ em tới đây chăm sóc Đông Hoàng. Thầy giáo, anh đến đúng lúc lắm, em đã luyện xong ngũ thánh trang rồi. Hóa ra lúc trước Ngô Bình truyền cho Đường Tử Yên ngũ thánh trang rồi để mặc cô bé không quản nữa. Sau đó rất lâu anh cũng không tới nhà họ Đường nên hoàn toàn đã quên mất chuyện này. Nghe Đường Tử Yên nói đã luyện thành ngũ thánh trang, anh mỉm cười nói, vậy em cho anh xem đi. Đường Tử Yên lập tức thẳng lưng lên, bắt đầu tập ngũ thánh trang. Cô bé vừa thực hiện động tác thì khí trong cơ thể lập tức lưu chuyển, Đường Tử Yên đã luyện tới cảnh giới khí. Có điều do vẫn chưa biết cách điều khiển nên khí trong cơ thể chỉ có thể dịch chuyển tự do. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên, có vẻ như tư chất của Đường Tử Yên không tệ. Anh nói, được lắm, Tử Yên, giờ anh dạy em cách hít thở nhé, em có muốn học không? Đường Tử Yên đáp ngay, có ạ, em muốn học. Trước đó Đường Tử Yên từng có ý nghĩ muốn tự vẫn, lại mắc chứng trầm cảm nên chẳng bao giờ có hứng thú với thứ gì. Sau này cô bé kiên trì tập ngũ thánh trang rồi bị sự kỳ diệu của việc tu hành hấp dẫn, từ đó tính cách mới cởi mở hơn trước nhiều. Đương nhiên, so với các cô gái thông thường thì vẫn vô cùng lạnh lùng ít nói. Ngô Bình quyết định đi từ dễ đến khó. Trước mắt, anh truyền cho Đường Tử Yên một bộ phương pháp hít thở trung thừa để cô bé tập trước. Đường Tử Yên học theo vài lần là bắt đầu tự tập được. Nửa tiếng sau, cô bé đã vận dụng được phương pháp này vào quá trình hít thở. Ngô Bình rất hài lòng. Anh để cô ấy tiếp tục luyện ngoài sân còn mình thì đi lên tầng. Đại thần Côn Ngô vẫn ngủ say trên án hương, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Bình không quấy rầy mà đi lên chỗ cây đào tiên. Cây đào tiên được chăm sóc rất tốt, trên cây lủng lẳng 6 quả đào tiên đã to bằng quả trứng gà. Thượng tiên, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tôi nhớ cậu lắm, cây đào tiên lập tức vuốt đuôi nịnh nọt Ngô Bình. Ngô Bình, nhị đào, tao đi lâu như vậy mà mày chỉ kết được có 6 quả đào. Nhị đào vội vã phân bua, thượng tiên, cậu đâu có để lại tiên thạch, cũng chẳng có linh dịch nên tôi thực sự khó khăn lắm mới kết được quả. Ngô Bình đành lấy ra 3 viên tiên thạch ném xuống đất. Đào tiên lập tức vươn dài bộ rễ, kéo tiên thạch vào trong lòng đất. Ngô Bình còn nghe tiếng cây đào run rẩy nghe chừng rất phê pha. Ngô Bình, ngày mai tao muốn hái đào. Nhị đào, thượng tiên yên tâm, có tiên thạch rồi thì đào mai là chín. Ngô Bình nghe vậy mới hài lòng. Sau đó anh phát hiện Đông Hoàng đang ngoạm lấy gấu quần mình. Anh cười hỏi, Đông Hoàng, mày có việc gì sao? Đông Hoàng vẻ mặt nịnh nọt, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu xanh trên tay anh. Ngô Bình lập tức nói, Đông Hoàng, cái này tao được người khác tặng, không cho mày được đâu. Đông Hoàng lắc đầu, liên tục lấy vuốt cào vào ống quần anh. Ngô Bình cau mày, mày muốn thứ bên trong hả? Trong chiếc nhẫn xanh này, Ngô Bình để một ít tiền bùa, đồ trong 2 chiếc nhẫn bảo vật và 2 viên long môn đan. Anh nheo mắt lại hỏi, long môn đan. Đông Hoàng mắt sáng như sao, điên cuồng gật đầu. Ngô Bình cười lạnh, long môn đan là đan dược trợ giúp thần hoa chân quân thăng cấp lên tiên quân, giá trị của nó lớn đến nỗi không thể ước lượng. Mày lấy gì đổi với tao hả? Đông Hoàng quay đầu chạy ra ngoài, chỉ mấy phút sau nó quay lại, miệng ngậm một sợi dây thừng màu vàng tím. Sợi dây thừng này dài cỡ 1 mét, bên trên có bùa chú. Ngô Bình cầm sợi dây thừng lên, đột ngột cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn. Đứng trước sức mạnh này, SNS thấy mình nhỏ bé như một chú kiến đứng trước một ngọn núi. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, đây là pháp khí sao? Đông Hoàng gật đầu, sau đó nhả ra một tờ giấy, bên trên viết đầy bùa chú. Ngô Bình liếc nhìn, bùa chú này viết bằng tiên văn nên anh thử niệm một lần. Anh vừa niệm xong. Chiếc dây thừng màu vàng tím đột nhiên phát sáng, giữa nó và Ngô Bình đột nhiên có mối liên kết kỳ lạ. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, sau đó anh chỉ vào Đông Hoàng rồi hô lên, chói. Dây thừng lập tức bay tới quấn chặt lấy Đông Hoàng, chói chặt tới cả trên 100 vòng. Đông Hoàng sủa gâu gâu như đang mắng Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, Đông Hoàng, đừng vội, tao lập tức học cách cởi chói đây. Hóa ra ban nãy anh niệm đoạn chú dùng để chói, bên dưới còn một đoạn để cởi chói. Sau khi niệm chú cởi trói, chiếc dây thừng tự động cởi ra rồi bay vào tay Ngô Bình. Đông Hoàng nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, hình như nó tức lắm, chỉ muốn nhào tới táp cho anh vài cái. Ngô Bình vội vã hỏi, Đông Hoàng, sợi dây thừng của mày có thể trói được tiên tôn cảnh giới đoạt thiên không? Đông Hoàng lắc đầu. Ngô Bình cau mày, vậy thì trói được tiên quân cảnh giới động tàng sao? Đông Hoàng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ngô Bình chợt hiểu ra rồi hỏi lại, trói được cao thủ động thiên. Đông Hoàng gật đầu.
Anh hỏi tiếp, thế còn cảnh giới thần tàng? Đông Hoàng lắc đầu. Giờ Ngô Bình đã hiểu, sợi dây thừng này trói được các cao thủ của cảnh giới động tàng, nhưng chỉ từ cảnh giới nhỏ động thiên trở xuống. Ngược lại, cao thủ cảnh giới động tàng, nhưng từ cảnh giới nhỏ thần tàng trở lên là không trói nổi. Đông Hoàng lấy chân cào lên mặt đất, Ngô Bình cũng miễn cưỡng hiểu được ý của nó. Tu vi của anh còn thấp, chưa thể phát huy được hết quyền năng của sợi dây thừng. Ngô Bình chớp chớp mắt, cảm thấy sợi dây thừng này khá hữu dụng nên nói, Đông Hoàng, mày muốn dùng nó đổi lấy một viên long môn đan phải không? Đông Hoàng lắc đầu, lại dùng chân cào cào lên mặt đất. Ngô Bình cười lạnh, đổi lấy hai viên long môn đan. Mày điên hả? Đông Hoàng thè lưỡi ra, có vẻ vô cùng kiên định. Rõ ràng nó rất tự tin vào sức hút của sợi dây thừng. Ngô Bình, Đông Hoàng, tao đưa trước cho mày một viên long môn đan, viên còn lại thì sang năm đưa có được không? Đông Hoàng nghiêng đầu sang một bên như thể đang suy nghĩ Ngô Bình này chắc cũng không đến nỗi lừa mình đâu nên gật đầu. Ngô Bình tuét miệng cười, thu lấy dây thừng rồi đưa một viên long môn đan cho Đông Hoàng, nói, đây là long môn đan vương phẩm. Cả thiên hạ này trừ Điện Trường Sinh ra thì chỉ mình tao có thôi đấy. Đông Hoàng ngoạm lấy hộp đựng đan, quay mông đi thẳng. Ngô Bình không quan tâm đến Đông Hoàng nữa, anh đi tới án hương của Đại Thần Côn Ngô rồi gọi, Đại Thần. Đại Thần Côn Ngô choàng mở mắt, trước đây đường đường là một trong bốn vị thần bảo hộ của tiên quốc nhưng giờ ông ấy rất yếu. Nhóc con, cuối cùng cậu cũng về, Đại Thần Côn Ngô mở miệng nói chuyện. Lần trước, sau khi nuốt thiên mục, hình như ông ấy đã khá hơn trước nhiều. Ngô Bình, Đại Thần, phần thân còn lại của ông chỉ sợ sẽ rất khó tìm thấy được. Không biết liệu còn cách nào khác giúp ông mạnh hơn được không? Đại Thần Côn Ngô, nếu cậu có thể bắt được một số thần minh yếu rồi mang đến cho tôi luyện hóa để hút năng lượng thì có thể tăng năng lượng của tôi, thậm chí dần dần có thể mọc ra cơ thể mới. Hút thần minh ư, Ngô Bình cười khổ đáp, sức mạnh của thần minh thì tôi đâu phải đối thủ. Hiện giờ tôi chưa thể giúp được ông. Đại Thần Côn Ngô, thiên mục lần trước tôi đã luyện hóa xong, hiện giờ có thể giúp cậu một tay. Dứt lời, ông ấy niệm một đoạn chú. Ngô Bình cảm thấy một sức mạnh huyền diệu từ trên cao giáng xuống, đi vào trong cơ thể anh. Nhưng cảm nhận kỹ hơn thì lại không thấy trong cơ thể có gì thay đổi. Ngô Bình lập tức hỏi, Đại Thần, ông vừa làm gì tôi vậy? Đại Thần Côn Ngô ngừng niệm chú, đáp tôi thi triển thần chú bất tử lên người cậu. Có thần chú này, nếu cậu bị kẻ khác hại chết thì cơ thể và linh hồn sau nửa tiếng sẽ hợp lại với nhau. Không chỉ hồi phục lại như ban đầu mà thậm chí còn có thể mạnh hơn trước. Ngô Bình cảm thấy loại thần chú này thật khó tin, anh thốt lên, lại còn làm được như vậy sao? Đại Thần Côn Ngô, chú này chỉ có tác dụng cứu mạng cậu hai lần thôi. Đến lần thứ ba nó sẽ mất tác dụng, cậu phải tự bảo vệ mình. Nói rồi, Đại Thần Côn Ngô lại phóng ra một đạo thần quang, in lên lòng bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong tay mình có một sơ đồ kỳ quái màu đen đen tím tím. Chương 818, Hổ Báo Trường Mẫu Giáo. Đại Thần Côn Ngô, đây là ấn thiên sát tôi tặng cho cậu, cậu thầm niệm chú là có thể sử dụng nó. Cái ấn này giết được cao thủ cấp tiên quân, đả thương nặng cao thủ cấp tiên tôn. Ấn này chỉ dùng được một lần, hơn nữa sau khi sử dụng nó cậu sẽ bị yếu đi một thời gian. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn Đại Thần, giờ tôi đã vào được địa tiên giới, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm cơ thể giúp ông. Đại Thần Côn Ngô, rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, tôi phải đi ngủ tiếp đây. Không có việc quan trọng thì đừng gọi tôi dậy. Ngô Bình không làm phiền thêm, đi ra khỏi đó rồi xuống xem Đường Tử Yên thế nào. Đường Tử Yên đã bắt đầu hút lấy năng lượng của trời đất. Có thể nhận ra tư chất của cô bé này rất không tệ. Anh cũng không làm phiền Đường Tử Yên nữa mà dắt Đông Hoàng đi dạo. Đã lâu không về Vân Kinh, toàn bộ giai đoạn 1 của dự án Vịnh Bạch Long đã xây xong hết. Môi trường trong khu dân cư rất tốt, hoa cỏ phong phú. Có hòn non bộ và đài phun nước, các mái đình nghỉ chân và các lối đi nhỏ để tản bộ. Hơn nữa còn có rất nhiều loài cá tự nhiên tới sống ở cái ao bên trong. Cách đó không xa là nhà của Hạ Lam. Anh thấy cô ấy đang đích thân chăm sóc khu vườn, ở bãi đất trống phía trước trồng một số loại rau giờ đã mọc lên rất cao. Cô trồng rau sao, Ngô Bình mỉm cười bắt chuyện. Nghe giọng anh, Hạ Lam vội vã đứng dậy, thấy Ngô Bình quay lại. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh quay lại rồi sao? Ngô Bình gật đầu đáp, tôi vừa mới về, tiện tới thăm cô và Lạc Nhi. Lạc Nhi chưa đi học về sao? Hạ Lam gật đầu, tài xế đi đón Lạc Nhi rồi. Những cây rau này đều là Lạc Nhi trồng,
còn dặn tôi hàng ngày phải tưới nước đúng giờ. Nó nói khi cây lớn rồi sẽ hái rau tặng cho bố nuôi. Ngô Bình cười ha ha đáp, xem ra Lạc Nhi vẫn chưa quên ông bố nuôi này. Lúc này, một chiếc Bentley dừng lại trước tòa nhà, một tên mập từ trên xe bước xuống. Kẻ này chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Tay anh ta cầm bó hoa tươi mỉm cười với Hạ Lam rồi nói, Lam à, sao em lại làm những công việc thấp kém này chứ? Việc này cho người hầu làm là được rồi. Nói rồi anh ta bước về phía Hạ Lam, dùng hai tay đưa bó hoa cho cô. Hạ Lam không nhận mà lạnh lùng đáp, anh Vương, tôi là người đã có chồng, sau này xin đừng tặng hoa cho tôi nữa. Gã đàn ông cười hi hi đáp, Lam, em đừng lừa anh. Em vốn không có chồng. Vương Bảo Khôn anh mặc dù từng ly hôn nhưng anh có sự nghiệp. Có 3 công ty đã lên sàn chứng khoán đứng tên anh, hơn nữa anh cực thích em. Lam, chúng ta qua lại với nhau đi, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Hạ Lam lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Mong sau này anh đừng bám lấy tôi nữa. Vương Bảo Khôn vẫn chưa chịu thôi. Anh ta một tay cầm bó hoa, tay còn lại định tóm bằng được tay Hạ Lam. Thế nhưng, anh ta vừa thò tay ra thì trên vai đột nhiên cảm thấy nặng trịch, thiếu điều ngã phịch xuống đất. Anh ta ngạc nhiên, quay đầu sang thì thấy Ngô Bình đang ấn vai mình xuống. Cậu làm gì vậy? Vương Bảo Khôn giận dữ quát. Ngô Bình, người ta đã nói không thích rồi thì đi mau đi. Vương Bảo Khôn nổi trận lôi đình, dám chõ mũi vào chuyện của tôi, biết tôi là ai không hả? Ngô Bình, không phải anh tự xưng là Vương Bảo Khôn sao? Vương Bảo Khôn cười lạnh, thò tay định đẩy tay Ngô Bình ra nhưng không thể, thậm chí còn bị Ngô Bình ấn mạnh hơn khiến anh ta quỳ sụp xuống đất. Từ trên chiếc Bentley lại có 2 người đi xuống. Một người là lái xe, người kia có lẽ là thư ký của anh ta. 2 người đó cùng đi tới đẩy Ngô Bình ra nhưng không thể nào đẩy nổi. Tôi nói cho cậu biết, giám đốc Phương của chúng tôi quen biết rất nhiều nhân vật có máu mặt, đừng có không biết điều mà gây sự với anh ấy, thư ký kiệu uy hiếp Ngô Bình. Ngô Bình, ô, nhưng sở thích lớn nhất của tôi là gây sự đấy. Vương Bảo Khôn lồm cồm bò dậy, anh ta đã lăn lộn trường đời nhiều năm nên linh tính mách bảo anh ta Ngô Bình không phải người bình thường. Anh ta hỏi ngay, cậu là ai? Ngô Bình, tôi họ Ngô, sống ở biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Mấy chữ số 1 Vịnh Bạch Long khiến Vương Bảo Khôn giật mình. Anh ta cũng sống ở một căn hộ trên Vịnh Bạch Long, thường xuyên đi buôn dưa lê trên nhóm chat với những chủ hộ khác. Có người từng nói rằng một nhân vật có máu mặt đang sống ở căn hộ số 1 Vịnh Bạch Long, người này không ai dám chọc vào. Dự án Vịnh Bạch Long này cũng là do người đó cầm trịch. Vương Bảo Khôn dù tài sản mấy trăm triệu tệ, cũng có thể coi là phú ông nhưng nếu phải đem so với người sống trong căn hộ số 1 thì đúng là một trời một vực. Vương Bảo Khôn lúc này toát mồ hôi hột, vội vã nói, hóa ra là cậu chủ Ngô, xin lỗi, xin lỗi. Ban nãy là do tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu. Ngô Bình, vì sống cùng khu với nhau nên tôi tha cho anh một lần. Vương Bảo Khôn vội vã dạ vâng, sau đó lập tức đưa theo tài xế và thư ký chuồn thẳng. Ngô Bình mỉm cười nói với Hạ Lam, tôi đi đón Lạc Nhi. Ở trên Vịnh Bạch Long có một trường mẫu giáo giảng dạy bằng 2 thứ tiếng. Học phí rất đắt nhưng đắt sắt ra miếng. Hạ Lam, nếu chúng ta cùng đi thì Lạc Nhi chắc chắn sẽ rất vui. Trường mẫu giáo cách nhà không xa, bên trong sân trường có tiếng người đang quát mắng. Ngô Bình vừa nhìn thì đã thấy Lạc Nhi và một cậu bé khác đang đứng trong sân. Bên cạnh 2 đứa trẻ còn có mấy giáo viên. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đang chỉ vào mặt Lạc Nhi mà quát tháo. Sau đó hắn ta còn lấy tay ấn vào giữa trán cậu bé. Lạc Nhi cúi thấp đầu. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Mấy cô giáo kia lúc này chẳng hề can thiệp mà chỉ đứng bên cạnh cười hùa rồi luôn miệng xin lỗi người đàn ông kia. Ông chủ Phùng, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý để chuyện như vậy không xảy ra nữa, một cô giáo trẻ nói. Cô gái này có vẻ là hiệu trưởng trường mẫu giáo. Người đàn ông kia càng quát tháo càng giận dữ hơn nên lấy chân đạp cho Lạc Nhi ngã lăn ra đất. Lạc Nhi chỉ là đứa bé mấy tuổi nên đã bị dọa cho sợ đến ngây cả người. Sau đó có lẽ vì đau nên cậu bé òa khóc nức nở. Ngô Bình ở cách đó xa nên không kịp chạy tới ngăn gã đàn ông. Thấy hành động của hắn, máu nóng của anh lập tức lên não rất nhanh, anh lập tức chạy đến chỗ Lạc Nhi. Gương mặt nhỏ bé của Lạc Nhi trắng bệch ra, bàn tay nhỏ ôm lấy bụng trông có vẻ vô cùng đau đớn. Ngô Bình lập tức xoa bụng cho cậu bé. Anh đưa chân khí vào người cậu bé nên Lạc Nhi trong chớp mắt đã không thấy đau nữa. Nhìn thấy Ngô Bình,
Lạc Nhi khóc òa lên rồi ôm chặt lấy anh, bố nuôi. Ngô Bình xoa đầu cậu bé rồi nói, đừng sợ, có bố đây rồi. Hạ Lam tức đến run người, cô ấy lao tới ôm lấy Lạc Nhi rồi vội vã hỏi, Lạc Nhi, con còn đau không? Gã đàn ông vừa đá cậu bé lạnh lùng nói, hóa ra thứ tạp chủng này là con các người. Các người dạy con kiểu gì vậy? Dạy nó đánh người à? Hạ Lam giận dữ đáp, sao anh có thể đánh trẻ con cơ chứ? Anh có còn là người không? Gã đàn ông cười lạnh, nó đánh con tôi nên tôi đánh nó đấy thì sao? Mẹ kiếp, có tin chỉ một câu của tôi cũng đủ cho cả nhà các người đi đời không? Gã đàn ông này vô cùng tàn bạo, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Sau đó hắn ta gầm lên với hiệu trưởng, lập tức đuổi học thứ tạp chủng này cho tôi. Nếu không thì trường này không cần mở cửa nữa. Ngô Bình giao Lạc Nhi cho Hạ Lam. Anh đứng dậy, mắt nhìn gã đàn ông rồi nói, anh đá con trai tôi một cái, vậy để tôi đá lại anh một cái. Gã đàn ông cười lạnh, đá tao, mày thử xem. Ngô Bình giơ chân đạp một cái khiến gã đàn ông bay xa mười mấy mét, sau đó lộn nhào mấy vòng rồi rơi tõm xuống hồ nước gần đó. Hiệu trưởng đưa người, nói với Ngô Bình, anh vừa gây họa rồi. Đó là ông chủ Phùng, là ông hai nhà họ Phùng đó. Ngô Bình giơ tay tát luôn hiệu trưởng ngã xuống đất, lạnh lùng nói, thân là giáo viên mà lại để mặc tên rác rưởi này dọa dẫm, thậm chí động tay chân với trẻ con. Các người cũng xứng làm giáo viên sao? Hiệu trưởng đau đến nỗi kêu khóc ầm ĩ, các giáo viên khác sợ hãi lùi ra xa. Ngô Bình lạnh lùng nói, bảo ông chủ tài trợ cho trường mẫu giáo của các người đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long gặp tôi. Nói rồi anh mặc kệ mấy người đó, đi tới chỗ hồ nước nhấc gã đàn ông kia lên. Anh vỗ vỗ vào người hắn vài cái rồi nói, mấy ngày tới đây, anh sẽ đau đớn đến nỗi chết đi sống lại. Không muốn chết vì đau thì ngoan ngoãn đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long cầu xin tôi nhé. Chương 819, gặp lại Tử Di. Dứt lời, Ngô Bình lại ném gã đàn ông xuống hồ nước. Hắn ta uống mấy ngụm nước to xong mới lồm cồm bò lên được. Lúc này hắn đã kinh sợ đến không thốt nên lời. Ngô Bình ôm lấy Lạc Nhi rồi kéo Hạ Lam rời khỏi đó. Đi được một đoạn, anh hỏi, Lạc Nhi, con đánh bạn sao? Lạc Nhi, bố nuôi. Là bạn ấy đánh con trước. Lại còn tè vào người con, mắng con là đồ con hoang. Ngô Bình, đánh hay lắm, sau này còn ai dám làm vậy với con thì nhớ phải cho nó một trận nên thân. Lạc Nhi, bố nuôi, nhớ con đánh không lại thì sao? Ngô Bình cười đáp, sao lại đánh không lại, lát bố nuôi dạy con cung phu. Lạc Nhi mắt sáng như sao, reo lên, hay quá, bố nuôi quá lợi hại. Hạ Lam vẫn đang buồn bã vì con trai bị đánh. Mắt cô ấy ngân ngấn nước rồi run rẩy nói, Lạc Nhi, là do mẹ không tốt. Mẹ không nên gửi con đến trường mẫu giáo. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, không cần tự trách mình như vậy, con trẻ sớm muốn cũng phải tiếp xúc với xã hội. Trẻ con đánh nhau cũng là chuyện bình thường tình. Khi đã về đến nhà, Ngô Bình tiếp tục giúp Lạc Nhi lưu thông kinh mạch. Trẻ con nhanh quên nên Lạc Nhi chẳng mấy chốc đã vui vẻ trở lại. Cậu bé lại cười nói líu lo rồi quấn lấy Ngô Bình đòi anh dạy cung phu cho. Việc học võ thường nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ngô Bình liền dạy cho Lạc Nhi ba động tác. Ba động tác này không khó nhưng kiên trì tập luyện thì sẽ tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch. Ngoài ra, anh lấy ra một viên linh châu nghìn năm rồi bóp nát thành bột, cho vào một cái lọ nhỏ đưa cho Hạ Lam. Anh nói, bột linh châu này đủ dùng cho 100 ngày. Cô và Lạc Nhi hãy cùng sử dụng. Nó không chỉ giúp con người khỏe mạnh, sống lâu mà còn rất tốt cho da. Hạ Lam không hiểu hết sự quý giá của bột linh châu nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đáp, tôi hiểu rồi. Sau khi dạy Lạc Nhi mấy động tác, Ngô Bình quay lại biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Vừa về anh đã thấy Đường Tử Di ở đó. Đường Tử Yên đã gọi điện cho cô ấy, nói Ngô Bình đến Vân Kinh nên Đường Tử Di lập tức đến ngay. Đường Tử Di đang tham gia một cuộc họp khá quan trọng nhưng nhận được điện thoại thì chẳng thèm họp nữa, tự mình lái xe đến Vịnh Bạch Long. Đã lâu không gặp nên Đường Tử Di mặc kệ Đường Tử Yên cũng đang ở đó mà lao vào lòng Ngô Bình, nũng nịu, đồ vô lương tâm, bao nhiêu lâu mới tới Vân Kinh gặp em. Ngô Bình mỉm cười vỗ vai cô đáp, không phải anh đã đến rồi sao? Đường Tử Yên đảo mắt chán trường, cảm thấy đôi chim Di này quá vô vị nên nói, em còn có việc, không làm phiền hai người nữa. Đường Tử Yên vừa đi khỏi, Đường Tử Di đã nồng nhiệt ôm hôn Ngô Bình. Hai người họ hôn nhau từ ngoài sân vào đến trong nhà, sau cùng hạ cánh trên sofa. Hai người họ hôn nhau một lúc lâu đến nỗi Đường Tử Di bắt đầu thấy khó thở. Lúc này cô mới buông anh ra rồi ngẩng mặt nhìn anh,
hỏi, lúc trước em liên lạc với anh, sao anh không trả lời em? Ngô Bình, mấy ngày trước anh ở trong địa tiên giới, ở đó không có sóng điện thoại nên đương nhiên anh không nhận được điện thoại. Nói rồi, nhìn sắc mặt Đường Tử Di có vẻ xanh xao mệt mỏi nên anh hỏi, Tử Di, gần đây em bận lắm hả? Đường Tử Di lười biếng rúc vào lòng anh, nói giọng nũng nịu, còn phải nói sao, người ta mệt sắp chết rồi đây. Thị trấn Phỉ Thúy đã bắt đầu kinh doanh rồi, nhà máy thuốc tháng sau sẽ sản xuất thuốc viêm gan B. Còn nữa, ở tập đoàn Đường thì cũng có một đống việc, ngày nào e cũng bận đến tận 2-3 giờ sáng. Ngô Bình không khỏi xót xa, không phải anh nói rồi sao, những việc lặt vặt chi tiết cứ giao cho giám đốc phụ trách. Một mình em dù có giỏi đến mấy cũng không thể làm xuể. Đường Tử Di, anh không biết giờ người được việc rất khó tìm sao. Có điều dần dần sẽ ổn thôi, em đã nhờ công ty tuyển dụng tìm giúp rồi. Ngô Bình lắc đầu, xem ra chỉ ăn đào tiên thì không ổn, anh phải giúp em tăng cường thể chất mới được. Đường Tử Di tò mò, tăng cường thể chất kiểu gì? Luyện công sao? Ngô Bình cười đáp, dùng cái này. Nói rồi anh lấy ra một cái hồ lô màu xanh, chính là một trong số 13 cái đan hồ mà anh có. Dược lực của đan hồ này có tác dụng luyện hình, tăng cường sức khỏe tinh thần. Hơn nữa tác dụng của nó sẽ phát huy từ từ. Nếu đan hồ phát huy toàn bộ dược lực có thể khiến thể chất của Đường Tử Di ít nhất đạt tới tiêu chuẩn như võ thần. Đường Tử Di nhìn cái hồ lô rồi hỏi, hồ lô đựng rượu hả anh? Ngô Bình, đây là đan hồ. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày em phải ngâm nó vào nước, sau đó uống hết nước. Uống nửa năm là cơ thể sẽ có cải thiện rõ rệt. Nói rồi anh lấy ra một cái lọ nhỏ. Bên trong có một viên băng cơ ngọc cốt đan. Băng cơ ngọc cốt đan này là bảo vật luyện hình, giá trị không thể đong đếm. Loại đan dược này thích hợp dùng cho nữ nhưng lại có yêu cầu khá cao về thể chất. Đường Tử Di từng ăn đào tiên, lại uống bột linh châu nên thể chất thuần khiết, hoàn toàn phù hợp để sử dụng băng cơ ngọc cốt đan này. Ngô Bình, Tử Di, quá trình sẽ hơi đau, em cố gắng một chút nhé, cùng lắm là 10 phút thôi. Đường Tử Di hơi sợ hãi, chồng à, em không uống có được không? Ngô Bình nghiêm mặt lại đáp, không được, nếu không tăng cường thể chất cho em thì anh không yên tâm. Đừng sợ, có anh đây mà. Đường Tử Di mặc dù sợ đau nhưng vẫn đành ngoan ngoãn nuốt viên đan. Viên đan đi vào dạ dày, Đường Tử Di toàn thân khó chịu như bị côn trùng cắn. Hơn nữa, cảm giác đó càng ngày càng mạnh. Đường Tử Di kêu lên, đau chết em rồi. Không phải chỉ cần uống nước hồ lô là được rồi sao? Sao phải uống cả thứ dở hơi này nữa? Ngô Bình, đan hồ đó mặc dù sẽ từ từ phát huy tác dụng nhưng nó lại yêu cầu cao về thể chất của người sử dụng. Nếu em không uống viên đan này thì cơ thể sẽ không chịu nổi dược lực mạnh của đan hồ. Ngô Bình đưa tay vỗ lên người cô, cố gắng giúp cô đỡ đau nhất có thể. Cũng may là cảm giác đó chỉ diễn ra trong 10 phút là biến mất. Sau đó, Đường Tử Di lại cảm giác cơ thể ngứa dâm ran. Ngô Bình liền ôm cô vào phòng tắm rồi tự mình tắm rửa cho cô. Tắm một lúc, trên người Đường Tử Di bong ra một lớp da chết, để lộ ra làn da mới mịn màng hơn. Sau đó Ngô Bình lại bế cô rồi đặt lên giường, nói, ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ thấy điều bất ngờ. Đường Tử Di, chồng à, anh ôm em. Ngô Bình liền ôm lấy cô, Đường Tử Di vùi đầu vào trong lòng anh ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Đợi Đường Tử Di ngủ say, Ngô Bình nhẹ nhàng ngồi dậy. Theo anh thấy thì Đường Tử Di sẽ ngủ một mạch đến sáng mai. Ngô Bình xuống sân tập luyện một lúc thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Anh mở cửa ra thì thấy đó là tên họ Phùng đã đánh Lạc Nhi. Đằng sau hắn ta còn có vài người nữa. Họ Phùng lúc trước cao cao tại thượng, khinh miệt người khác. Nhưng lúc này hắn toàn thân đau đớn, sống không bằng chết, sớm đã không còn khí thế như lúc trước. Chương 820, Giang Nam Thành bị trì hoãn. Người đàn ông họ Phùng gào lên với Ngô Bình, rốt cuộc cậu đã làm gì với tôi? Ngô Bình thờ ơ đáp, có phải bây giờ anh đang thấy rất đau đớn không? Tôi dạy anh cách này, về nhà tát thật mạnh vào mặt mình, tát bên trái rồi sang bên phải. Tha được cho ai được thì tha là đạo lý trong giang hồ, coi như cậu nể mặt tôi rồi tha cho cậu ấy lần này được không? Một ông lão đứng sau người đàn ông họ Phùng cất giọng nói bình thản, ông ấy mặc trang phục đời đường, tai to mặt lớn, dáng đi hiên ngang. Trông rất oai phong. Ngô Bình vừa nhìn là biết ông lão này là câu ơ thủ cảnh giới thần, phải biết rằng có rất ít võ giả ở cảnh giới này, vậy mà tên họ Phùng kia lại mời được một người đến nhanh như vậy, đủ thấy hắn ta cũng có chút thực lực. Ông đừng có xen vào chuyện của tôi, dứt lời, anh lập tức tung ra một luồng quyền ý.
Ông lão lách người, tràn ứa mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng hành lễ với Ngô Bình, không biết là tông sư đang ở đây, tôi thất lễ rồi. Với tu vi hiện tại, ông lão chỉ biết Ngô Bình có quyền ý, chứ không thể đoán được tu vi của anh nên chỉ gọi anh là tông sư. Ngô Bình, anh ta gieo gió gặt bão, tôi phải trừng trị đến nơi, ông đi đi. Ông lão không dám nhiều lời mà đi giật lùi khoảng chục bước rồi mới dám quay đầu bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Người đàn ông họ Phùng ngẩn ra, hắn ta đã mất một khoản tiền lớn để nhờ bạn bè mời ông lão ấy đến đây, ông ấy là một nhân vật giang hồ nổi tiếng ở Vân Kinh, nhưng sao lại bị dọa chạy mất rồi. Người đàn ông họ Phùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà quát, cậu cứ chờ đấy, tôi đi gọi người tiếp. Người đàn ông họ Phùng đi rồi, bên ngoài vẫn còn mấy người, một trong số đó là chủ của trường mẫu giáo song ngữ, một người đàn ông trung niên phúc hậu. Người đàn ông vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Ngô Bình, thấy anh không hề sợ người đàn ông họ Phùng thì đã có cái nhìn khác về anh, ông ấy tươi cười nói, xin lỗi cậu bạn nhé, do chúng tôi quản lý còn kém nên đã gây phiền phức cho cậu. Tôi đến xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho. Ngô Bình, xin lỗi thì phải có thành ý, ông hãy đuổi học con trai của người họ Phùng kia đi. Người đàn ông nhăn mặt nói, cậu bạn, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng anh Phùng là một trong những nhà đầu tư của trường mẫu giáo này nên e là chúng tôi, khó mà đuổi học con trai của anh ấy được. Ngô Bình, ông cứ liệu mà làm, ông thuê nhà này để làm trường mẫu giáo đúng không? Bắt đầu từ mai, giá thuê tăng lên gấp 10 lần. Người đàn ông sững sờ nói, cậu gì ơi, trường chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Vịnh Bạch Long rồi nên không thể tùy ý thay đổi giá thuê được. Ngô Bình, tôi bảo tăng thì sẽ tăng. Đúng lúc này, lại có một tốp người xông tới, đi đầu là chủ tịch Nhậm Lương của tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nhậm Lương thuộc tầng lớp quản lý cấp cao do Đường Tử Di bổ nhiệm. Ông ta mới chỉ gặp Ngô Bình một lần, đã thế còn nhìn từ xa. Biết căn biệt thự số 1 là của Ngô Bình nên ông ta đã dặn bảo vệ, nếu anh về đây thì phải lập tức thông báo ngay. Hôm qua, bảo vệ thấy Ngô Bình đã về nên đã gọi ngay cho Nhậm Lương. Nhậm Lương đang bàn chuyện làm ăn ở ngoài tỉnh nhưng vẫn phải vội vàng về ngay, hy vọng được gặp Ngô Bình. Sếp, Nhậm Lương chạy tới khom người với Ngô Bình. Ngô Bình không có ấn tượng gì với ông ta cả, ông là... Nhậm Lương cười nói, sếp, tôi là Nhậm Lương, hiện đang quản lý chính tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nghe thấy thế, Ngô Bình nhớ ra ngay, ra là ông đến đúng lúc lắm, ngày mai hãy tăng giá tiền thuê của trường mẫu giáo. Nhậm Lương ngẩn ra rồi nhìn ông chủ của trường, sau đó hỏi Ngô Bình tăng bao nhiêu hả sếp? 10 lần, Ngô Bình nói. Nhậm Lương không chút do dự nói, vâng, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Ông chủ của trường mẫu giáo thần người ra. Ông ấy đã từng gặp Nhậm Lương trong một cuộc họp nên đã biết thân phận của ông ta, anh Nhậm, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, các anh không thể tăng giá thuê tùy ý vậy được. Nhậm Lương nhìn người đó rồi thờ ơ nói, thế à? Ông không đồng ý trả thêm cũng được, nhưng từ mai trở đi, trường ông khỏi cần kinh doanh nữa. Vì chúng tôi không chỉ cắt điện nước, mà còn dùng đủ trò để đuổi các người đi. Ông chủ của trường mẫu giáo biết không thể đấu lại Nhậm Lương nên cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi. Sau đó nói với Ngô Bình, cậu bạn, tôi sẽ đuổi học con trai của anh Phùng. Nhậm Lương, ông đi đi, đừng làm phiền sếp tôi. Người đó không dám nói gì mà quay đầu bỏ đi luôn. Người đó đi rồi, Nhậm Lương mới cười nói, sếp, có việc gì thì sếp chứ giao cho tôi là xong. Ngô Bình cũng đang có việc cần hỏi ông ta, vào đây. Nhậm Lương mừng rỡ đi theo Ngô Bình vào phòng khách, những người khác thì chờ ở ngoài. Trong nhà của Ngô Bình có phong ấn linh khí tử long nên ai vào đây cũng sẽ thấy thư thái. Nhậm Lương chỉ nghĩ nơi này có phong thủy tốt, ngoài ra không nghi ngờ gì. Ngô Bình, mở bán lần đầu thế nào rồi? Nhậm Lương, bán hết rồi sếp ạ, nhưng chúng ta vẫn giữ lại vài căn tốt để bán sau. Ngô Bình gật đầu, tôi có nghe Tử Di khen ông làm việc rất cẩn thận. Nhậm Lương, cũng nhờ hai sếp tạo điều kiện ạ, nếu không thì tôi có giỏi đến mấy cũng không thể hiện được. Ngô Bình bật cười nói, ông làm tốt lắm, có hứng thú với dự án Giang Nam Thành không? Nhậm Lương ngẩn ra, ông ta đã nghe về dự án này rồi, Vạn Lộ Khả đã cầm cố hết cổ phần cho ngân hàng để đầu tư vào dự án này. Dự án Giang Nam Thành lớn hơn Vịnh Bạch Long nhiều, dự án này chiếm cả triệu mét vuông. Sau khi dự án hoàn thành, Giang Nam Thành sẽ là trung tâm mới của Vân Kinh, khiến Vân Kinh có sự thay đổi lớn. Nhậm Lương nói ngay, được giúp sức cho sếp là vinh hạnh của tôi. Ngô Bình gật đầu, được, lát đi gặp Vạn Lộ Khả, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
chuyến này đến Vân Kinh, anh còn chưa gặp Lục Nhiễm Trần. Ngô Bình đã nhờ ông ấy bảo vệ Vạn Lộ Khả, không rõ dự án Giang Nam Thành thực hiện đến đâu rồi. Vì thế, Ngô Bình gọi luôn cho Lục Nhiễm Trần để hẹn gặp. Nhậm Lương nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe để đi cùng Ngô Bình đến nhà hàng Hoàng Tân. Nơi đó cách đây không xa nên một loáng là họ đã đến nơi. Lúc này, Lục Nhiễm Trần và Vạn Lộ Khả đang ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng. Anh Ngô, Ngô Bình vừa đến, Vạn Lộ Khả đã đứng dậy chào. Lục Nhiễm Trần cười nói, chúc mừng sư đệ tăng tu vi nhé. Ngô Bình ngồi xuống nói, đại ca, Khả Lộ, giới thiệu với hai người đây là Nhậm Lương, chủ tịch của tập đoàn Vịnh Bạch Long. Nhậm Lương, đây là sếp Vạn, còn đây là ông Lục. Cô Vạn đây là chủ của dự án Giang Nam Thành, còn công ty Bắc Thần của ông Lục đây là chủ đầu tư chính cho dự án. Nhậm Lương vội chào hỏi, chào cô Vạn, chào ông Lục. Ngô Bình bảo ông ta ngồi xuống rồi cười nói, cô Vạn, dự án sao rồi? Vạn Lộ Khả thở dài nói, chuyện khó hơn tôi tưởng nhiều, trong số đất đai mà ngân hàng bán đấu giá có một lô đã bị công ty khác lấy mất. Lô đấy rất quan trọng. Nếu mình không giành được thì cả dự án sẽ không thể nối liền, càng không thể tạo thành trung tâm thương nghiệp của Vân Kinh. Ngô Bình, sao cô lại để người ta giành mất, thiếu kinh phí à? Vạn Lộ Khả cười trừ, họ đã dở mánh trong quá trình đấu giá, không chờ chúng ta tăng giá tiếp đã chốt luôn. Ngô Bình cười lạnh, gì mà vô lý thế? Cô yên tâm, cứ giao chuyện này cho tôi. Trong 3 ngày, tôi sẽ khiến công ty đó ngoan ngoãn bán lại lô đất kia cho chúng ta. Chương 821, trang thông tin của Thần Huy. Lục Nhiễm Trần, sư đệ, cậu đến đúng lúc lắm. Anh với chị dâu cậu chuẩn bị đi du lịch, lần này ít thì nhà anh đi 3 tháng, lâu thì cả năm. Vì thế, anh không thể để mắt đến Vạn Lộ Khả được nữa, cậu nghĩ cách đi nhé. Ngô Bình hỏi, đại ca đi du lịch tận đâu thế? Lục Nhiễm Trần, chưa biết, đến đâu hay đến đó. Ngô Bình biết Lục Nhiễm Trần phải rèn luyện trong chốn hồng trần nên đành nói, được rồi, em sẽ nhờ người khác. Ăn uống xong, Lục Nhiễm Trần về trước, ông ấy rất vội vàng, Ngô Bình giữ lại cũng không được. Sau đó, anh cùng đến công ty với Vạn Lộ Khả. Công ty này tên là Trung Lương, tên của ông nội Vạn Lộ Khả. Ngô Bình chính là cổ đông lớn nhất của công ty Trung Lương với 50% cổ phần. Hiện giờ, nhân viên của công ty đã thạo việc và làm việc đi vào quy đạo. Chỉ còn chờ lấy được nốt lô đất kia thôi. Ngô Bình đi quanh công ty một vòng, cuối cùng được Vạn Lộ Khả mời vào phòng làm việc. Ngô Bình cười nói, cô đặt tên cho công ty là Trung Lương, ý đang tuyên chiến với những người kia à? Vạn Lộ Khả đáp, có anh rồi thì tôi không sợ họ nữa. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Dù Thần Huy rất mạnh, nhưng với tôi thì tổ chức ấy chưa là gì cả. Minh Thương dễ đánh, ám tiền khó phòng, tôi sẽ bảo vệ cô. Lục Nhiễm Trần có thực lực rất mạnh, có ông ấy ở đây thì Ngô Bình không còn lo lắng gì nữa. Giờ Lục Nhiễm Trần đi rồi, anh buộc phải tìm một người bảo vệ an toàn cho Vạn Lộ Khả. Vạn Lộ Khả, nhờ có ông Lục mà tổ chức kia đã nhiều lần cử người tới giết tôi đều thất bại, mà tôi còn chưa cảm ơn anh cơ, nếu không có anh thì tôi đã bị họ hại chết lâu rồi. Cô ấy nói tiếp, ông Lục đã lần ra manh mối của người đứng sau rồi, sau đó còn lấy được ít đồ của người đó. Ngô Bình hào hứng hỏi, thứ gì thế? Vạn Lộ Khả, thiết bị truy cập vào trang thông tin của Thần Huy. Vạn Lộ Khả mở két bảo hiểm của công ty, sau đó lấy một chiếc laptop ra. Chiếc laptop này rất lạ, nhìn bên ngoài trông hệt như một cái vali, phải mở ra thì mới biết là máy tính. Vạn Lộ Khả, nhập mật mã vào là có thể truy cập vào trang nhiệm vụ của Thần Huy. Có thể phát hoặc nhận nhiệm vụ ở đó. Ngô Bình nổi hứng rồi mở máy ra ngay. Sau đó đăng nhập mật khẩu là truy cập vào dễ dàng. Đây là một trang mạng như diễn đàn, nhưng đơn giản hơn. Trên đây có mục phát nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, mục giao lưu hoặc mục giải trí. Tên của tài khoản này là Diêu Thiên Thánh, cấp bậc là Thiên Sứ 4 sao, xem ra khá có địa vị. Ngô Bình tìm kiếm một hồi thì đoán Diêu Thiên Thánh này có cấp bậc rất cao, ông ta đã phát 9 nhiệm vụ, giúp thành viên của mình giải quyết 3 vụ khó, lần nào cũng hoàn thành thuận lợi. Mỗi khi giải quyết được một chuyện, ông ta sẽ được tích điểm và được thưởng. Giải thưởng rất thực chất, vì được quy ra tiền, cứ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tiền. Rõ ràng trang của Thần Huy là một cơ cấu mang tính chất quốc tế, có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến nước ngoài. Ngô Bình tập trung đọc quy tắc của trang này, sau đó nhấp vào mục trò chuyện, ở đây có hơn chục người. Nhóm này nói chuyện rất rôm rả, họ đang bàn về công ty Trung Lương,
ai cũng đưa ra ý kiến để ngăn cản công ty phát triển vững mạnh. Mọi người đã tra ra gì chưa? Rốt cuộc cao thủ bảo vệ Vạn Lộ Khả là ai? Để tiêu diệt người này, chúng ta đã treo giải cả 7 lần rồi mà toàn thất bại. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì người đó ở cảnh giới địa tiên rồi. Địa tiên ư, bảo sao, nhưng dù thế thì chúng ta cũng phải xử lý cho bằng được. Ngô Bình đọc một lúc thì cũng tham gia, người này giỏi lắm, suýt nữa đã tìm được tôi. Những người khác tỏ vẻ ngạc nhiên, anh Diêu, anh vẫn ổn chứ? Ngô Bình, ừ, mọi người cũng cẩn thận đấy. À, tôi biết một vài thông tin liên quan đến người này. Mau nói đi, ai cũng hào hứng muốn nghe. Ngô Bình, người này không phải cao thủ cảnh giới địa tiên bình thường đâu, mà ở cấp chân quân rồi. Thực lực của ông ta mạnh lắm, Vạn Lộ Khả được ông ta bảo vệ thì không ta không làm gì được đâu. Mọi người đều im lặng, sau đó có người nói, không ngờ lại là chân quân. Anh Diêu, anh biết ông ta ở tầng thứ mấy không? Ngô Bình, tầng thứ 9, thậm chí là 10 luôn rồi. Người đó, sợ nhỉ. Vậy mọi người mau ngừng mọi hành động với Vạn Lộ Khả đi. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều không biết chân quân lợi hại thế nào, lập tức có người nói chân quân thì làm sao? Chúng ta có thể thuê cao thủ mà. Ngô Bình, thứ cho tôi nói thẳng, chưa bàn đến việc chúng ta có thể thuê được một cao thủ giết chết chân quân hay không. Mà dù có tìm được thì cũng phải mất rất nhiều tiền, khéo mình không thuê nổi đâu. Có người hỏi, bao nhiêu tiền? Ngô Bình, khéo còn nhiều hơn số tiền mà chúng ta lấy được của Vạn Trung Lương ngày xưa, ai chấp nhận được không? Mọi người lại im lặng, mãi sau mới có người nói, thế làm sao giờ? Kệ à! Ngô Bình, kệ sao được, nhưng tạm thời chúng ta chưa có kế sách hay. Tôi nghĩ cứ gác chuyện này sang một bên, rồi mọi người cùng nhau nghĩ cách. Anh nói tiếp, không giấu gì mọi người, giờ tôi cũng đang sợ lắm. Nhớ chân quân kia bị chúng ta chọc giận rồi đến tận nơi xử lý thì chúng ta chết là cái chắc. Mọi người bắt đầu thấy sợ, không ai nói gì nữa. Một lúc sau mới có người nói, anh Diêu nói đúng, chúng ta cũng kiếm đủ rồi, không cần phải liều mạng nữa. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Diêu, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Chân quân ấy không thể ở cạnh mà bảo vệ Vạn Lộ Khả mãi được, chờ ông ta đi rồi thì chúng ta đối phó với cô ta sau cũng không muộn. Sau đó, người ấy nói tiếp, tôi có tin quan trọng muốn nói cho mọi người biết. Hắc Thiên Giáo có một loại thuốc kỳ lạ, uống xong có thể khiến người trẻ ra 20 tuổi. Tuổi thọ tăng lên hơn 100 tuổi, mà không ôm đau bệnh tật. Giờ tôi không thể tiếp cận với giáo phái ấy được, ai liên lạc được với họ thì hỏi mua thử đi. Ngô Bình trả lời, anh nhắc đến Trường Sinh Tán à? Người đó có tên là Tạ Linh Sơn, cấp bậc cao hơn Diêu Thiên Thánh, là thiên sứ 5 sao, đúng, anh Diêu cũng biết à? Ngô Bình, biết chứ, tôi mua một ít về dùng thử rồi, hiệu quả tốt lắm, nhưng giá chát vô cùng. Tạ Linh Sơn, hay quá, anh Diêu. Mọi người quen biết đã lâu, mua giúp tôi một ít với, anh không biết chứ thuốc này đang nổi lắm, ai cũng thi nhau lùng mua. Nghe thấy thế, Ngô Bình phì cười, để tôi thử, nhưng chưa chắc đã mua được đâu nhé. Tạ Linh Sơn, cảm ơn trước. Ngô Bình ấn vào mục nhiệm vụ, tìm kiếm nội dung liên quan đến Trường Sinh Tán, quả nhiên đã nhìn thấy hơn chục nhiệm vụ liên quan đến loại thuốc này. Chương 822, hấp thu ngũ hành Linh Châu. Các nhiệm vụ này đều là mua Trường Sinh Tán, địa vị của những người này chưa đủ để được Hắc Thiên Giáo coi trọng, hoặc giáo phái chưa có liên hệ gì với họ cả nên họ không thể mua được thuốc. Trong khi đó, những người có tiền và quyền thì luôn muốn sống lâu và khỏe mạnh, vì thế họ đã không tiếc công sức và tiền bạc để mua cho được loại thuốc này. Ngô Bình chỉ xem qua thôi, đương nhiên anh sẽ không bán Trường Sinh Tán cho đám này. Loại thuốc này quý là bởi nó hiếm, ai có được đều không phải vì giàu, mà vì họ có giá trị với Hắc Thiên Giáo. Nói đơn giản là những người phát nhiệm vụ này không đủ tư cách để sở hữu Trường Sinh Tán. Ngô Bình lại kiểm tra các nhiệm vụ khác thì thấy cái gì cũng có. Có người muốn thăng quan, có người muốn trả thù, có người muốn chuyển tài sản, có người muốn thoát tội, có người muốn chữa bệnh. Ngô Bình xem một lúc là biết Thần Huy hoạt động theo lối gì. Cấp thấp nhất ở Thần Huy là thiên sứ thực tập, từ 1 sao đến 5 sao, sau đó là thiên sứ từ 1 đến 10 sao. Sau nữa còn có đại thiên sứ từ 1 đến 10 sao và cuối cùng là thánh thiên sứ vương từ 1 đến 10 sao. Cấp bậc khác nhau sẽ được tiếp xúc với các khu vực khác nhau. Hiện giờ, Ngô Bình chỉ được thấy các nhiệm vụ mà Diêu Thiên Thánh được nhận, còn muốn xem nhiều nhiệm vụ hơn thì phải chờ nâng cấp bậc. Nâng cấp bậc cũng có liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được cộng điểm, điểm càng nhiều thì cấp bậc càng cao.
Sau khi hiểu biết phần nào về thần huy, Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú, anh cũng muốn đăng ký một tài khoản, sau đó nuôi nó đến cấp cao nhất. Nghĩ vậy, Ngô Bình hỏi trong nhóm chat, mọi người ơi, tôi có một ông bạn muốn gia nhập thần huy, có cách nào đơn giản không? Lập tức có người trả lời, anh Diêu, anh có thể tìm 3 người làm chứng cho anh, như thế thì bạn anh chỉ cần nạp 100 triệu đô vào là sẽ được làm thiên sứ thực tập 1 sao ngay. Ngô Bình, có ai làm giúp bạn tôi được không? Tôi sẽ trả 500 triệu đô. Đây là một số tiền không nhỏ, vì thế Ngô Bình đã nhanh chóng huy động được 5 người. Quá trình đảm bảo rất đơn giản, Ngô Bình chỉ cần gõ thông tin của mình và ID của 3 người kia, sau đó tổ chức sẽ hỏi 3 người kia có đồng ý bảo đảm cho anh không. Loáng cái, Ngô Bình đã làm xong các thao táo, còn 3 người kia cũng đồng ý đảm bảo cho anh. Ngô Bình lập tức chuyển tiền cho 3 người kia bằng tài khoản của Diêu Thiên Thánh, trong tài khoản của người này có hơn 2 tỷ đô. Sau đó, Ngô Bình đã nhận được thông báo kiểm duyệt, trong ngày hôm nay sẽ có câu trả lời. Anh lại hỏi trong nhóm chat, mọi người ơi, để đảm bảo an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên bán lô đất kia cho Vạn Lộ Khả. Lập tức có người phản đối, anh Diêu, chẳng dễ gì chúng ta mới lấy được, nếu giờ bán lại cho cô ta thì bao công sức trước đó đổ đi hết à. Ngô Bình, chẳng giấu gì mọi người, tôi có một người bạn ở địa tiên giới. Anh ấy bảo tôi là sức chịu đựng của bên kia có giới hạn. Họ chuẩn bị ra tay xử lý chúng ta rồi nên tôi mới sợ. Mọi người đều hoang mang, dù họ là thành viên của thần huy, có quyền và có tiền, nhưng so với giới tu chân thì vẫn chưa là gì. Cuối cùng, ai cũng tán thành ý kiến của Ngô Bình vì sợ chết. Anh Diêu nói đúng đấy, có mỗi lô đất thôi mà, bán cho cô ta đi. Đúng thế, an toàn là trên hết, tôi thấy chỉ cần Vạn Lộ Khả không gây sự với chúng ta thì chúng ta cứ mặc đi. Chỉ sợ cô ta ghi thù rồi không để yên cho mình thôi. Ngô Bình, mọi người yên tâm, tôi nhận được một tin là Vạn Lộ Khả không có ý định trả thù chúng ta đâu. Bấy giờ, mọi người yên tâm. Vài phút sau, Ngô Bình tắt máy tính rồi nói với Vạn Lộ Khả, tạm thời, mấy người kia sẽ không làm gì cô nữa đâu, ngoài ra lô đất kia cũng sẽ về tay cô nhanh thôi. Vạn Lộ Khả đứng cạnh đó xem Ngô Bình nãy giờ nên nói, anh siêu thế. Không ngờ anh có thể dọa họ bằng mấy câu nói. Ngô Bình, tôi có dọa họ đâu, mà là cảnh cáo. Vạn Lộ Khả, tóm lại là cảm ơn anh. Ngô Bình, đừng khách sáo, chúng ta là đối tác mà. Có chuyện này tôi muốn hỏi anh, nói rồi, Vạn Lộ Khả lại lấy một cái hộp gỗ trong két ra, bên trong có một khối ngọc hình người cao 20 phân, trông giống như thật. Anh hỏi, gì đây? Vạn Lộ Khả, đồ ông tôi để lại, trước khi xảy ra chuyện, ông bảo với bà là nếu ông chết thì chôn khối ngọc này ở vùng quê. Ông còn dặn bà không được chạm vào nó. Anh là người tu hành, có biết nó là gì không? Ngô Bình nhìn tượng ngọc thì thấy bên trong có phong ấn một luồng sức mạnh rất lớn như tà ma, nhưng không hoàn toàn là thế. Ngô Bình nói, ông cô dặn không được động vào thứ này là có lý do, nó có rất nhiều tà khí. Vạn Lộ Khả, rốt cuộc là thứ gì vậy? Bà tôi từng bảo trước kia ông chỉ là một công nhân bình thường thôi. Sau khi có được bức tượng này thì mới phất lên nhanh chóng. Nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, trong pho tượng có một linh hồn, nó rất kỳ lạ, có thể sống nhờ trong cơ thể người, cộng sinh với linh hồn chính, vì thế nó có tên là tượng cộng sinh hồn. Vạn Lộ Khả, dù tôi không rõ lắm, nhưng đại khái cũng biết nó là gì rồi. Sau đó, cô ấy hỏi Ngô Bình, anh có thể xử lý nó giúp tôi được không? Hoặc anh dùng nó vào việc gì được thì tôi tặng anh. Ngô Bình mỉm cười, tặng tôi à? Vạn Lộ Khả, tôi không muốn bị ảnh hưởng giống ông tôi đâu. Ngô Bình gật đầu, cũng được, để tôi cầm cho. Anh cất chiếc hộp gỗ và cái laptop đi, tôi đi đây, có gì thì gọi cho tôi. Công ty cách Vịnh Bạch Long không xa, nên loáng cái là Ngô Bình về đến biệt thự ngay. Đường Tử Di đang ngủ, anh không làm phiền mà tự tập cách hít thở. Theo ghi chép trong phiến ngọc, một tháng sau khi đả thông linh khiếu thứ 6, bệnh đại thoái có lẽ sẽ bắt đầu. Bệnh này rất nguy hiểm nên mình phải chuẩn bị trước. Nghĩ vậy, Ngô Bình lấy ngũ hành linh châu ra rồi nói, uống cái này vào sẽ tăng thể chất. Ngũ hành linh châu là vật báu của đất trời, đến đại đế của tiên quốc cũng phải cất kỹ. Cả thời tiên quốc chỉ phát hiện đúng 2 viên ngũ hành linh châu, đủ thấy nó hiếm đến mức nào. Ngô Bình đổ nước đến nửa bình ngọc, sau đó bỏ ngũ hành linh châu vào, tiếp theo nhỏ vào đó một giọt máu của anh. Ngũ hành linh châu rất cứng. Muốn hòa tan thì cần tới máu. Khi nhỏ máu vào nước, ngũ hành linh châu đã nổi bọt khí rồi nhanh chóng tan ra.
chỉ vài phút, nước trong bình đã chuyển thành ngũ sắc, đó chính là thần dịch ngũ hành trong truyền thuyết. Ngon rồi, Ngô Bình sáng mắt lên rồi nhỏ từng giọt xuống lưỡi. Một luồng thần lực tiên thiên ngũ hành điên cuồng chảy vào người anh, Ngô Bình kêu lên, kinh mạch toàn thân như bùng nổ, làn da cũng xuất hiện năng lượng ngũ sắc. Hỏng rồi, sức mạnh ác liệt thế này khéo mình không chịu được mất, Ngô Bình thầm nghĩ. Da anh bắt đầu nứt ra, Ngô Bình cuống lên ngay. Đúng lúc này, các đạo diệp bắt đầu cử động, thần lực ngũ hành lập tức rời khỏi kinh mạch rồi tập trung hết về phía chúng. Chương 823, cắm rễ vào đạo thổ ngũ hành. Hình như đạo diệp rất thích thần lực ngũ hành, xung quanh nó hình thành một trường lực kỳ lạ, thần lực ngũ hành bắt đầu lắng xuống quanh nó, cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bám vào rễ. Anh cảm nhận được đạo chủng đang hấp thụ lực ngũ hành, có điều tốc độ hấp thụ cực kỳ chậm. Ngoài ra, đạo chủng cũng không có sự thay đổi nào khác. Chỉ có vậy thôi à, Ngô Bình hơi thất vọng, anh còn tưởng Linh Châu này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho mình. Nhưng Linh Châu ngũ hành đã biến thành nước. Anh cũng không thể lãng phí nó, bèn uống từng giọt vào. Mỗi lần uống một giọt, ban đầu anh sẽ thấy rất khó chịu, nhưng sau đó thần lực năm nơi đều sẽ được đạo diệp hút vào rồi lắng xuống. Càng uống nhiều linh dịch ngũ hành, phần rễ của đạo chủng dần dần được một vật chất ngũ sắc bao bọc, như một vũng bùn vậy. Đến khi Ngô Bình đã nuốt hết toàn bộ linh dịch ngũ hành, vật chất ngũ sắc ấy đã chiếm gần 1/3 không gian của phần dưới đan điền. Đạo chủng cắm rễ vào vật chất ngũ sắc này, trở nên kiên cố hơn. Chẳng lẽ đây chính là đạo thổ ngũ hành, anh kinh ngạc. Có ghi chép rất chi tiết về đạo chủng trong thẻ ngọc mà Đông Hoàng tặng anh. Sau khi đạo chủng mọc rễ, cần cắm rễ vào đạo thổ. Mà đạo thổ rất quý hiếm, chỉ có đạo quân của cảnh giới Đại La mới luyện chế được. Trong đó, đạo thổ ngũ hành là hiếm nhất, nó cần đạo quân thu thập từ khí ngũ hành tiên thiên trong vũ trụ, cùng với sự trợ giúp của tạo hóa, kéo dài hàng chục nghìn năm mới có thể thành công. Bình thường chỉ có vô thượng giáo mới có thể tiêu hao một lượng lớn tinh lực và tài nguyên vào luyện chế đạo thổ, cung cấp cho đệ tử ưu tú nhất của bổn giáo sử dụng. Ngô Bình lẩm bẩm, con trai tinh ấy năm xưa chắc chắn đã nuốt đạo thổ ngũ hành nên mới có một viên linh châu ngũ hành đặc biệt đến vậy. Thậm chí anh còn hoài nghi rằng, viên linh châu ngũ hành mà đại đế tiên quốc có được cũng không thể so sánh với viên này. Suy cho cùng thì trên thiên hạ cũng chẳng có nhiều đạo thổ ngũ hành mà. Tâm trạng của anh đang rất vui. Vì một khi đạo chủng đã cắm rễ vào đạo thổ thì nền móng sẽ rất vững chắc, sắp tới có thể đơm hoa kết quả. Nó sẽ hấp thụ đủ loại năng lượng trong cơ thể Ngô Bình, sau đó sẽ thai nghén thật nhiều thần thông tiên thiên, pháp thuật tiên thiên. Mà những pháp thuật và thần thông phi thường này, tu sĩ bình thường hoàn toàn không thể có, sau này luyện tập mới được. Khi anh uống hết linh dịch ngũ hành đã là sáng hôm sau. Đường Tử Di thức giấc từ sớm, đang cho Đông Hoàng ăn. Thấy Ngô Bình bước ra khỏi phòng. Cô ấy cười nói, chồng à, ban nãy anh đang tu luyện nên em không dám quấy rầy. Nhờ công dụng của băng cơ ngọc cốt đan, Đường Tử Di đã sở hữu thể chất băng cơ ngọc cốt. Bây giờ da rẻ cô ấy cực kỳ đẹp, bề mặt da còn phảng phất hơi lạnh, trên người có mùi hương lạnh thoang thoảng. Ngô Bình rất vui, bèn cười bảo, tốt đấy, băng cơ ngọc cốt đan thích hợp cho người đẹp sử dụng nhất. Lại đây cho anh cắn vài miếng nào. Đường Tử Di liếc anh, còn nói nữa, hôm qua em khó chịu muốn chết. Ngô Bình kiểm tra cơ thể của Đường Tử Di, thấy mọi thứ đều bình thường. Anh lại hôn lên làn da mịn màng mát lạnh của cô ấy, đoạn nói, ôm em đi ngủ giữa mùa hè nóng bức chắc chắn sẽ rất thoải mái. Đường Tử Di ôm chầm lấy anh, thế thì anh ôm em ngủ mỗi ngày. Ngô Bình cười tâu toét, lấy đan hồ ra, trong này mới là đồ tốt. Em nhớ dùng nó ngâm nước uống, tuyệt đối không được gián đoạn. Đường Tử Di đáp, em không quên đâu. À, em đang định nói với anh này. Bố muốn gặp anh đấy, anh đi chứ? Ngô Bình hỏi, chú có việc tìm anh à? Đường Tử Di bảo, bố em khoe với bạn bè rằng anh là cao thủ trẻ tuổi số 1, thần y số 1 thiên hạ. Hôm nay bố đãi tiệc mời bạn ở nhà, hy vọng anh đến dự để chứng minh ông ấy không khoác lác. Ngô Bình bó tay, sao bố em lại khoác lác về anh? Đường Tử Di cười đáp, thì ông ấy tự hào vì có một cậu con rể tương lai như anh mà. Chồng này, hay là chúng ta về nhà một chuyến đi? Anh cũng muốn thăm ông nội mà. Ngô Bình cảm thấy thế nào cũng được, bèn nói, được rồi, anh đi chuẩn bị một lát. Nửa giờ nữa chúng ta khởi hành nhé. Ngô Bình lấy 5 chai, mỗi chai bỏ 3 phần bồi nguyên tán, đủ cho một người uống. Ngoài ra anh còn hái 3 quả đào tiên làm quà. Cũng lâu rồi anh chưa đến nhà họ Đường, đi tay không thì ngại lắm.
anh còn chưa ra khỏi cửa thì đã có người tìm đến. Đó là người đàn ông họ Phùng, gã khóc lóc thảm thương, mặt đã sưng tấy. Hóa ra sau khi trở về, gã đã cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai dám ra mặt giúp gã cả. Cộng thêm việc đau đến mức chết đi sống lại, gã hết cách, đành phải liên tục tát vào mặt mình theo cách của Ngô Bình. Mỗi lần gã tát, cơn đau sẽ dịu đi đôi chút. Thế là gã tát mãi đâm nghiện, cứ không ngừng tát, kết quả khiến mặt mình sưng vù lên. Nhưng tự tát mãi cũng không hay, mặt gã sắp nát mất rồi. Gã vẫn cần gương mặt mình, đến khi chịu không nổi nữa, gã mới đến đây xin Ngô Bình bỏ qua. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, người đàn ông họ Phùng quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ngô Bình hờ hững hỏi, anh đã tát vào mặt mình bao nhiêu cái? Gã ngẫm nghĩ, cũng được 400-500 cái. Ngô Bình đáp, về nhà tát tiếp đi, đến khi mỗi bên má đều tát đủ 1.000 cái, cơn đau của anh sẽ biến mất. Sau khi tát xong thì nhanh chóng đến bệnh viện, tôi e là cơ mặt anh sắp tê liệt rồi. Gã thất kinh, tôi thật sự biết lỗi rồi, mong anh tha cho tôi. Ánh mắt của Ngô Bình rất lạnh lùng, anh ra tay với một đứa trẻ mới vài tuổi, quá ác độc, tát 2.000 cái đã là hình phạt nhẹ nhàng. Từ bây giờ trở đi, anh chỉ được làm việc thiện, không được làm điều xấu, nếu không cơn đau vẫn sẽ phát tác. Đến lúc ấy, anh lại phải tát mình 2.000 cái mới có thể giải thoát. Dứt lời, anh phất tay, cút đi. Người đàn ông ủ rũ rời đi, vì trong nhà có chút thế lực nên gã vẫn luôn hoành hành ngang ngược. Nay gã bị Ngô Bình trừng phạt, trong lòng cực kỳ không phục, nhưng không phục cũng không được, đành phải nhịn. Về đến nhà, gã tự nhốt mình trong phòng, lại nghiến răng tát cho đủ 2.000 cái. Quả nhiên sau đó không còn đau nữa, nhưng vì bị tát quá nhiều nên mặt gã gần như nát nhừ, răng cũng lung lay, thậm chí còn xuất hiện tình trạng não bị chấn động. Người nhà đã nhanh chóng đưa gã đến bệnh viện. Từ đó về sau, người đàn ông họ Phùng bắt đầu hành thiện tích đức, tính khí nóng nảy đã được kiềm chế rất nhiều. Lâu dần, bản tính hung hăng của gã cũng biến mất, gã còn cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm ngày xưa. Đấy là chuyện rất lâu về sau. Ngô Bình và Đường Tử Di lái xe đến biệt thự Vân Đỉnh. Vừa đến nơi, họ đã thấy trong sân đặt rất nhiều bàn tiệc, trên bàn có món ngọt, hoa quả, món ăn nhẹ, vân vân. Vài chục người đang có mặt tại đây, kẻ đứng người ngồi, tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, náo nhiệt vô cùng. Tất nhiên, vợ chồng Đường Minh Huy cũng ở trong số đó. Ngô Bình hỏi, Tử Di à, những người này là ai vậy? Họ đều là quan chức và đại gia của Giang Nam, danh gia vọng tộc ấy. Mấy mươi năm trước, nhóm người này đã thành lập thương hội Giang Nam. Từ xưa, Giang Nam đã là nơi giàu có và đông đúc nhất Phiêm Long. Tập đoàn do những người này thành lập bắt đầu đầu tư ra thế giới với sự hỗ trợ của sức mạnh quốc gia. Có thể anh không tin, những người này nắm giữ gần 20% ngành sản xuất và khoảng 30% thị trường bất động sản cả nước đấy. Ngô Bình cười nói, chú có thể tập hợp những người này lại với nhau, chứng tỏ chú có sức ảnh hưởng rất lớn trong thương hội Giang Nam. Đường Tử Di đáp, bố muốn làm hội trưởng của thương hội, có điều các đối thủ cạnh tranh của ông ấy đều rất giỏi. Ông ấy tổ chức buổi họp mặt này chính vì muốn mượn oai phong của anh làm những người này chấn động, để thành công được bầu làm hội trưởng. Chương 824, y thuật số 1 thiên hạ. Ngô Bình hỏi, làm hội trưởng có những lợi ích gì? Đường Tử Di đáp, nhiều lợi ích lắm. Hội trưởng có một phiếu quyền phủ quyết, là người đứng đầu giới kinh doanh Giang Nam, còn nở mày nở mặt hơn cả tướng soái biên cương. Với thành tựu như vậy, ngay cả ông nội em ngày xưa cũng chưa làm được đâu. Ngô Bình cười bảo, em muốn anh giúp thế nào đây? Đường Tử Di trả lời, chồng em tài giỏi như vậy mà, chỉ cần dọa họ chút thôi là được. Cô ấy biết Ngô Bình chỉ cần dùng vài kỹ năng vặt vãnh thôi cũng đủ khiến những người này sửng sốt ngỡ ngàng. Cuối cùng Đường Minh Huy cũng nhìn thấy Ngô Bình. Ông ấy cười nói với mọi người, các vị, con rể tôi đến rồi. Quan khách lần lượt nhìn về phía Ngô Bình, thấy anh phong độ phi phàm, khí phách hiên ngang, tràn đầy sức sống hơn những người xung quanh. Nhìn anh rồi sẽ không muốn rời mắt nữa, như thể chỉ cần ngắm nhìn anh, cơ thể và tinh thần sẽ thấy dễ chịu ngay vậy. Ngô Bình mỉm cười, chú Đường. Đường Minh Huy vui vẻ cười đáp, Tiểu Bình, cháu đến rất đúng lúc. Những vị ngồi đây đều là nhân vật tầm cỡ của Thương hội Giang Nam. Để chú giới thiệu với cháu nhé. Ông ấy giới thiệu với anh về các doanh nhân hàng đầu, vị nào cũng sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ. Thậm chí có vài người Ngô Bình thường xuyên nhìn thấy trên bản tin. Có thể thấy trong một nhóm người như vậy, có thể trổ hết tài năng và trở thành hội trưởng thương hội là chuyện cực kỳ khó. Nếu hôm nay anh không đến,
cơ hội thành công của Đường Minh Huy sẽ không cao. Có một người họ Nghiêm trong số họ, tên là Nghiêm Khắc Mẫn, là ông trùm mới nổi lên thuộc lĩnh vực Internet. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, tập đoàn đã nhanh chóng mở rộng trên toàn thế giới và trở thành một trong 10 gã khổng lồ Internet hàng đầu thế giới theo giá trị thị trường. Nghiêm Khắc Mẫn mới 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh. Chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc của ông ta đều cao. Ông ta khởi nghiệp từ năm 30 tuổi và xây dựng đế chế Internet hùng mạnh chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi. Nghiêm Khắc Mẫn cười nói, anh Đường, con rể anh có khí chất rất ưu tú. Rồi ông ta hỏi, Tiểu Ngô à, cậu làm nghề gì? Ngô Bình đáp, chào ông chủ Nghiêm, tôi là bác sĩ. Nghiêm Khắc Mẫn mỉm cười, làm bác sĩ rất tốt, cứu giúp người khác. Tôi nghe anh Đường nói y thuật của cậu là số một thiên hạ nhỉ. Đường Minh Huy cười bảo, y thuật của Tiểu Bình thật sự rất giỏi. Số một thiên hạ không ngoa chút nào. Ngô Bình cười đáp, số một thiên hạ thì không dám nhận, y đạo vô biên, cháu vẫn đang học hỏi ạ. Đường Minh Huy vẫy tay, một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Người này có khí tức rất dài, bàn tay thon thả mảnh khảnh như phụ nữ, gương mặt trắng trẻo không để râu, mặc một bộ đồ thường màu trắng. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, ông chủ. Nghiêm Khắc Mẫn cười bảo, Tiểu Ngô, đây là bác sĩ riêng của tôi, tổ tiên là Thái Y lệnh của Thái Y Viện, y thuật phi phàm. Cả hai đều là bác sĩ, chỉ bằng học hỏi lẫn nhau, để mọi người mở rộng tầm mắt đi. Vừa gặp mặt đã bảo học hỏi lẫn nhau, Ngô Bình không cho là vậy. Anh nhẹ nhàng nói, ông chủ Nghiêm, y thuật của tôi dùng để chữa bệnh cứu người, không dùng để so tài với người khác. Nghiêm Khắc Mẫn cười ha ha, không so cũng không sao. Đường Minh Huy vội lên tiếng, phải rồi, y thuật dùng để chữa bệnh mà. Anh Nghiêm à, tôi thấy không cần phải so tài đâu. Nhưng có thể để Tiểu Bình thăm khám giúp anh, xem sức khỏe có tốt không. Nghiêm Khắc Mẫn phá lên cười, anh Đường thật biết nói đùa. Tôi có bác sĩ riêng, sao sức khỏe có thể không tốt kia chứ? Ngô Bình nhìn Nghiêm Khắc Mẫn một cái rồi nói, mỗi bác sĩ đều có chuyên môn riêng. Ông chủ Nghiêm vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát sẽ tốt hơn. Lời của Ngô Bình khiến người trung niên kia cực kỳ không vui. Ông ta lạnh lùng bảo, có tôi ở đây, ông chủ không cần đến những nơi tập trung toàn người phàm để làm kiểm tra. Ngô Bình nhìn sang người trung niên. Đối phương cũng có tu vi, ở trình độ luyện khí đại chu thiên, nhưng có lẽ chưa luyện đả pháp, chỉ luyện khí thuần túy thôi. Ông tự tin quá rồi, anh nói, u mạch máu của ông chủ ông khá nghiêm trọng, nguy cơ vỡ sẽ tăng lên đáng kể trong vòng 3 năm. Người trung niên sửng sốt, gì cơ, u mạch máu. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, ở não bộ. Có thể chụp mạch máu não để tìm ra nó. Người trung niên lập tức cười khẩy, cậu còn chưa bắt mạch của ông chủ tôi mà đã dám bảo ông ấy có u mạch máu. Cậu có thể lừa người khác, lừa tôi thì cậu chọn sai người rồi. Ngô Bình không có hứng tranh luận với ông ta, chỉ nói tin hay không thì tùy các ông. Tôi chỉ khuyên thật lòng. Sắc mặt của Nghiêm Khắc Mẫn không tốt lắm. Ông ta trầm giọng, Tiểu Ngô, cậu dựa vào căn cứ nào để nói tôi mắc bệnh? Lẽ nào cậu chỉ cần nhìn một cái là biết tôi bị bệnh ư? Bên cạnh có người phụ họa, phải đấy. Nhìn một cái đã biết bị bệnh gì, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không làm được ấy nhỉ. Ngô Bình hờ hững nói, y thuật của Hoa Đà chưa chắc đã bằng tôi. Lời vừa thốt ra, đã có nhiều người lắc đầu, kẻ thì cười khẩy. Đúng là người trẻ tuổi, thật ngông cuồng. Đúng đấy, bác sĩ của ông chủ Nghiêm là một nhân vật nổi danh trong giới y học cổ truyền. Ông chủ Nghiêm có bệnh thật thì lẽ nào không khám ra? Một ông lão mặc áo đỏ cười nói, Minh Huy à, cậu vốn dĩ muốn để cậu con rể này giúp cậu có thêm điểm. Bây giờ không chỉ không thêm điểm mà còn mất điểm, cậu nóng lòng quá rồi. Đường Minh Huy lại chẳng hề nổi giận, chỉ cười bảo, y thuật của con rể tôi xuất sắc đến mức nào, tôi rõ hơn tất cả các vị. Anh Nghiêm à, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện, mạng sống rất quan trọng. Sắc mặt của Nghiêm Khắc Mẫn rất tệ, Đường Minh Huy, tôi tin tưởng bác sĩ của tôi. Trong số những người này, có một ông cụ 80 mấy tuổi, dáng dấp gầy gò, mặc áo cộc tay và quần ngắn, mắt trái to còn mắt phải thì nhỏ, chẳng hề nổi bật giữa đám đông. Đúng lúc này, ông cụ ấy bỗng nhiên lên tiếng, chỉ cần chỉ vài cái đã biết bệnh của người khác, quả thật có người sở hữu năng lực này, ngày xưa tôi đã từng gặp. Ông cụ vừa cất lời, mọi người đều nhìn về phía ông ấy, ánh mắt ngập tràn tôn kính. Đường Tử Di thì thào, chồng à, đó là ông cụ Kim Vua đầu tư. Không ai biết rốt cuộc ông ấy đã đầu tư vào bao nhiêu công ty. Tài sản của ông cụ,
có lẽ chính bản thân ông ấy cũng không biết là bao nhiêu nữa. Nghiêm Khắc Mẫn hỏi, ông cụ Kim à, ông tin cậu ta sao? Ông cụ Kim cười cười, bước đến trước mặt Ngô Bình rồi hỏi, cậu nhóc có thể xem giúp tôi không? Ngô Bình đưa mắt nhìn ông ấy, không khỏi giật mình. Anh phát hiện lục phủ ngũ tạng của ông cụ Kim, bao gồm cả xương và cơ bắp, đều chẳng khác gì thanh niên trai tráng tuổi 30, không hề già nua như vẻ ngoài. Anh thấy rất khó hiểu, chuyện này là sao? Rồi như sực nghĩ ra gì đó, anh hỏi, sức sống tràn trề, bên ngoài khô cằn bên trong phồn thịnh, lẽ nào ông cụ Kim từng tu luyện công pháp hoặc uống loại thuốc nào đó? Ông cụ Kim kinh ngạc, cậu nhìn ra việc tôi từng uống thuốc ư? Ngô Bình đáp, ông cụ Kim trông có vẻ già nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ông cụ Kim cười ha hả, giỏi lắm, cậu nhóc à, cậu đúng là thần y. Luận về tầm ảnh hưởng, không ai ở đây có thể vượt qua ông cụ Kim. Ông ấy đã nói thế thì ai cũng tin răm rắp. Nghiêm Khắc Mẫn là người cực kỳ ngoan cố, tin bản thân hơn tin lời kẻ khác. Nghe ông cụ Kim bảo thế, ông ta chỉ cười ha ha, không nói gì thêm nữa. Ngô Bình khẽ gật đầu, đoạn hỏi Đường Minh Huy, chú Đường, cháu có thể tham gia thương hội Giang Nam không ạ? Đường Minh Huy cười ha ha, tất nhiên là được. Chương 825, Tông Sư Nhân Tiên. Một người đàn ông cao gầy ở cạnh đó thờ ơ nói, anh Đường này, nếu tôi nhớ không nhầm thì muốn được vào thương hội Giang Nam thì phải có vốn khoảng 10 tỷ. Tuy con rể của anh rất giỏi y thuật, nhưng tiền thì chắc không đủ đâu. Đường Minh Huy, anh Dương, tài sản của Ngô Bình còn nhiều hơn tôi đấy. Mọi người đều kinh ngạc, Ngô Bình có nhiều tiền hơn cả Đường Minh Huy ư. Đường Minh Huy, Ngô Bình có cổ phần lớn nhất trong dự án Vịnh Bạch Long, giá trị bét cũng khoảng 60 tỷ. Ngoài ra, Ngô Bình còn đầu tư vào dự án thị trấn Phỉ Thúy, công ty thuốc Long Huy, tập đoàn Miêu Dược. Nếu nói đến tài sản thì tôi nghĩ ngoài ông Kim ra, không ai đọ được với Ngô Bình đâu. Mọi người lại được một phen sững sờ, không ai ngờ con rể của Đường Minh Huy lại giàu như thế, anh bỏ xa họ. Ngô Bình cười nói, thưa các vị, tài sản của tôi đều do người nhà quản lý, chứ cá nhân tôi không có nhiều tiền đâu. Tuy nhiên, 10 tỷ để vào hội thì tôi vẫn có. Ông Kim cười lớn nói, được rồi, hội thương nhân Giang Nam chúng ta đang cần những thanh niên sôi nổi thế này, tôi đồng ý cho cậu vào hội. Sau khi biết được thực lực của mọi người, ai cũng có vẻ kính trọng anh hơn. Ông Kim hình như cũng thấy rất hứng thú với anh, thần y Ngô, tôi nghe nói trên thị trường đang có một loại thuốc giúp người ta sống lâu trăm tuổi, có tin được không? Ngô Bình, ông Kim đang nhắc đến Trường Sinh Tán và Bồi Nguyên Tán à? Ông Kim gật đầu ngay, đúng đúng, chính nó đấy. Nhưng tôi nghe nói hiện giờ chỉ có tín đồ của Hắc Thiên Giáo mới mua được. Vì thế muốn tham khảo ý kiến của thần y Ngô xem có đáng mua không. Ngô Bình, nếu ông muốn mua thì tôi đang có đây. Ông Kim kinh ngạc, cậu có ư? Ngô Bình lấy một cái bình ra rồi cười nói, đây là Bồi Nguyên Tán, uống vào rồi thì trong vòng 5 năm tới sẽ không bị bệnh tật gì hết, lại còn tăng tuổi thọ thêm 10 năm. Nếu duy trì uống lâu dài thì người bình thường cũng có thể sống hơn 100 tuổi. Hơn nữa, mắt không hoa, tai không điếc, tinh thần vẫn minh mẫn. Ông Kim sáng mắt lên rồi nói, thần y Ngô có thể bán cho tôi không? Ngô Bình thoáng do dự rồi hỏi Đường Minh Huy, chú ơi, cháu đã chuẩn bị cho chú 5 bình Bồi Nguyên Tán, giờ ông Kim muốn mua, chú thấy sao ạ? Đường Minh Huy cười lớn nói, ông Kim muốn thì chú phải nể mặt chứ, để cho ông ấy một bình đi. Ngô Bình gật đầu rồi nói, ông Kim, giá trên thị trường là 500 triệu đô. Hơn nữa chỉ có tín đồ của Hắc Thiên Giáo mới mua được, cho nên tôi không bớt được đâu, bán đúng giá. Ông Kim mừng rỡ, cảm ơn thần y Ngô, giá ấy không đắt tẹo nào. Những người khác đỏ mắt ghen tị, đây chính là thuốc Trường Sinh đó. Nhưng giá lại quá chát, hầu hết họ đều không thể mua được. Ngô Bình đưa cho ông Kim một bình thuốc, sau đó đưa 4 bình còn lại cho Đường Minh Huy rồi nói, chú ơi, cô chú và ông mỗi người một bình, hòa với nước rồi uống nhé ạ. Đường Minh Huy cười tươi, lại bắt cháu phải tốn kém rồi, tuy nói là vậy nhưng ông ấy vẫn giơ tay nhận lấy ngay. Đường Tử Di lại lấy một cái hộp rồi mở ra, bên trong có 3 quả đào. Thấy thế, mọi người đều tỏ vẻ kỳ quái, vì họ nghĩ dù là loại đào ngon đến mấy thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đường Minh Huy không hề có vẻ ghét bỏ mà cười nói, đào gì mà thơm thế, Tử Di, con mua ở đâu đấy? Đường Tử Di, không phải đồ mua đâu bố. Là đào tiên mà Ngô Bình trồng đấy ạ. Ăn nó vào thì có thể sống đến trăm tuổi, bố mẹ và ông chia nhau mỗi người một quả, ăn vào rất tốt cho sức khỏe ạ.
Đào Tiên, ông chủ Dương có dáng người cao gầy bật cười nói, các người đang đùa à? Trên đời có Đào Tiên ư? Xong, nụ cười của ông ta lập tức cứng đờ, vì Đường Minh Huy đã lấy một quả đào ra rồi cắn một miếng. Ngay sau đó, thịt quả đã hóa thành một nguồn sức mạnh thanh mát rồi di chuyển khắp cơ thể. Mùi thơm của đào tỏa ra khắp phòng, khiến ai ngửi thấy cũng thư thái dễ chịu. Đường Minh Huy ăn thêm vài miếng thì thấy người nóng ran, tinh thần phấn chân, đúng là đào tiên có khác, giờ tôi thấy người lâng lâng như thần tiên ấy. Nói rồi, ông ấy liếc nhìn thấy một tảng đá dẹt, tảng này phải nặng hơn 200 cân, người bình thường chắc chắn không thể di chuyển được. Đường Minh Huy bước tới, sau đó lấy hơi rồi nhấc tảng đá lên dễ dàng rồi đập mạnh xuống đất, làm mặt đất cũng phải rung lên. Ông ấy cười nói, oa, sức tôi của tôi mạnh hơn nhiều lắm. Ngô Bình, năng lượng của đào tiên rất lớn, cần một khoảng thời gian mới hấp thu hết được, đến lúc ấy chú còn khỏe hơn nhiều. Mọi người đều thấy chấn động, ăn mấy miếng đào mà đã khỏe như vậy thì chắc đúng đào tiên rồi. Nghiêm Khắc Mẫn thấy không ổn, lẽ nào lời Ngô Bình nói là thật, ông ta đã mắc bệnh tắc động mạch. Ông chủ Dương là người thay đổi thái độ nhanh nhất, ông ta cười nói, anh Đường, bán cho tôi mấy miếng đào được không? Đường Minh Huy nói, xin lỗi anh Dương, cái này chỉ dành cho người nhà tôi thôi. Ông chủ Dương vẫn chưa chịu từ bỏ, ông ta quay sang cười nói với Ngô Bình, thần y Ngô, tôi cho thể mua ít thuốc của cậu được không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên, chúng ta đều là người của hội thương nhân Giang Nam thì nên giúp nhau chứ. Mọi người mừng rỡ rồi nhau lên đòi mua thuốc, còn Ngô Bình thì đồng ý hết. Lúc này, có một người thanh niên đi tới rồi chào Ngô Bình, sư thúc. Người này chính là Phùng Thiếu Thanh, tiểu đồ đệ của Từ Quý Phi, nhà họ Phùng là một trong bốn nhà hào môn ở Giang Nam. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, Thiếu Thanh, anh cũng đến đây à? Phùng Thiếu Thanh cười nói, vâng, đệ tử đến cùng bố ạ. À. Ngay sau đó, có một người đàn ông trung niên đi tới, ông ấy có tướng mạo phi thường, khí thế như rồng như hổ, tuổi chạc 50. Ông ấy gật đầu với Ngô Bình, tham kiến Đại Tông Sư. Ông ấy đã nghe Phùng Thiếu Thanh kể về Ngô Bình từ lâu nên biết anh là một Đại Tông Sư. Ngô Bình, ông Phùng khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi. Bác sĩ riêng của Nghiêm Khắc Mẫn run lên nói, cậu là Đại Tông Sư võ thuật rồi ư. Phùng Thiếu Thanh nhìn người đó rồi nói, sư thúc của tôi không chỉ là Đại Tông Sư võ thuật, mà còn là nhân tiên rồi. Hai từ ấy như một quả bom nổ oành trong đám đông. Truyền nhân của ngự y kia vội vàng hành lễ với Ngô Bình, Đại Tông Sư, trước đó tôi đã thất lễ, xin Đại Tông Sư bỏ qua. Ngô Bình, không sao. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhân tiên, là gì thế, thần tiên à? Nhân tiên là nửa người nửa tiên nên gọi là thần tiên cũng đúng. Bất ngờ quá, không ngờ Đường Minh Huy lại có một người con rể là thần tiên, xem ra chức hội trưởng thuộc về ông ấy chắc rồi. Ở đây có nhân tiên à? Tốt. Tôi đang tìm để đấu một trận đây, đúng lúc này, có một giọng nói thô kệch vang lên. Theo sau giọng nói như tiếng sấm này là một người thanh niên cao lớn. Khí thế của hắn bức người, vai khiêng một thanh đao lớn, dài 2 mét rưỡi, nặng 150 cân. Chương 826, đi 10 bước mà khó như lên trời. Người đó vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ e dè. Đường Tử Di ghé sát tai Ngô Bình nói nhỏ, chồng ơi, đây là Đơn Phi Lang. Nhà họ Đơn cũng là một trong bốn nhà hào môn ở Giang Nam. Khi lên 10, Đơn Phi Lang đã được một dị nhân thu nhận làm đệ tử, và truyền cho các bản lĩnh. Năm ngoái, hắn bắt đầu hành tẩu giang hồ, đấu hơn 10 trận nhưng chưa thua trận nào. Nhà họ Đơn cũng vì thế mà mạnh hơn, không ai dám động tới. Cô ấy kể tiếp, à, hắn từng thách đấu cả anh ba nhà họ từ đấy. Ngô Bình híp mắt lại, rồi ai thắng? Đường Tử Di, anh ba thua thảm hại. Đã thế còn bị thương nặng. Ngô Bình thở dài nói, sao anh không biết gì? Đường Tử Di, anh ba ngại nói với anh, vì hai người tỉ thí công bằng, thắng thua dựa vào thực lực. Ngô Bình, nói vậy là trật tự trong giới giang hồ ở Vân Kinh thay đổi rồi hả? Đường Tử Di, hắn mới có tiếng nói ở vài khu thôi, nhưng về lâu về dài thì kiểu gì anh ba cũng bị mất địa bàn. Đơn Phi Lang bước tới với ánh nhìn đầy tính khiêu khích, sau đó nói với Ngô Bình, tôi là Đơn Phi Lang. Tôi muốn thách đấu anh. MNN, thách đấu tôi à? Anh đủ trình chưa? Đơn Phi Lang híp mắt lại, anh cũng ngông đấy, nhưng tôi thích. Người càng ngống thì đánh càng sướng. Ngô Bình, nếu anh thèm ăn đòn đến thế thì tôi chiều. Nhưng không thể đánh xuông được, nếu anh thua thì phải biến khỏi Giang Nam, không thì tôi sẽ cho anh sống không bằng chết.
Đơn Phi Lang, anh tự tin vậy à? Ngô Bình, tự tin thì là cảm giác chủ quan thôi, còn kết quả ra sao thì phải đánh mới biết được. Dứt lời, anh đã đi tới một khoảng trống rộng rãi, ở đó có một lò luyện bằng đồng, sàn xung quanh lát đá sánh, ngày thường Đường Tử Yên hay thích đến đây luyện công. Ngô Bình đứng trên quảng trường nhỏ rồi vào thế, lập tức có một luồng khí thế bất tận tỏa ra. Đơn Phi Lang vác đép đi theo anh, ban đầu hắn bước đi thong dong với khí thế như rồng như hổ. Nhưng chỉ được 10 bước đầu, còn sau đó thì khí thế đã bay đi đâu mất. Vì trước khí thế của Ngô Bình, hắn chẳng là gì cả, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, vì biết gặp phải đối thủ rồi. Thấy hai người bước tới nhau gần hơn, mọi người bắt đầu bàn tán. Nghe nói sư phụ của Đơn Phi Lang là một võ thánh, thực lực hơn cả chân nhân đấy. Một người hiểu về võ thuật nhỏ giọng nói, Ngô Bình có thắng được không nhỉ? Tôi lại thấy Ngô Bình mạnh hơn, cậu ấy rất bình tĩnh, cậu ấy cho tôi một cảm giác rất mạnh mẽ. Một người có khí thế như vậy chắc chắn thực lực không thể yếu, Đơn Phi Lang kém xa cậu ấy. Nghe đâu Đơn Phi Lang chưa thua lần nào hết, chỉ e Ngô Bình lành ít dữ nhiều. Nếu Ngô Bình thua thì Đơn Phi Lang chắc chắn sẽ ra tay với nhà họ Đường. Lúc này, có người liếc nhìn sờ nát Đường Minh Huy. Nhưng ông ấy chẳng hề có vẻ lo lắng chút nào, trái lại còn có vẻ hào hứng. Người biết về Ngô Bình rất ít, nhưng Đường Tử Di là một trong số đó. Cô ấy biết thì đương nhiên Đường Minh Huy cũng biết. Cách đây không lâu, Đường Minh Huy đã hỏi Đường Tử Di về tu vi hiện tại của Ngô Bình. Đường Tử Di nói cho ông ấy biết Ngô Bình đã là võ thánh rồi, thực lực ngang với chân nhân cảnh giới địa tiên. Hơn nữa, anh còn có rất nhiều các bản lĩnh tài năng, dù đấu với chân nhân cũng không hề hấn gì. Vì thế, ông ấy đoán Đơn Phi Lang này chắc chắn sẽ bại dưới tay anh. Đơn Phi Lang bước đến bước thứ 20 thì chậm lại, sau đó nhìn Ngô Bình đăm đăm. Ánh mắt này như một con sói đang nhìn con hổ. Hình như hắn không cầm chắc được thanh đao nữa, đành kéo sau lưng, mũi đao quẹt xuống đất phát tiếng rất chói tai. Sau đó, hắn đã phải dừng bước, vì không thể tiến gần hơn đến Ngô Bình được nữa. Dường như chỉ cần tiến thêm một bước thì anh sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Chán hắn mướt mồ hôi, chân thì run lên, cắn cắn cầm cập. Ngô Bình vẫn đứng yên tại chỗ như ma thần bất khả chiến bại, khí tức tỏa ra như sóng biển, cuồn về phía Đơn Phi Lang. Không lâu sau, Đơn Phi Lang chợt hét lên rồi quay đầu chạy đi, bấy giờ hắn mới thấy ổn hơn rồi há miệng thở dốc. Anh là, Đại Tông Sư à, hắn hỏi mà giọng như đã hụt hơi. Ngô Bình nói, trực giác của anh tốt đấy, không dám tiến lại gần tôi nữa, không thì đã bị thương nặng rồi. Đơn Phi Lang tròn mắt nói, anh có thể khiến tôi bị thương nặng trong vòng 10 bước ư. Đến sư phụ tôi còn không làm được như thế. Ngô Bình, vậy chứng tỏ là sư phụ anh chưa đủ mạnh. Dứt lời, anh vươn tay vỗ vào một mặt của cái đỉnh đồng, nó lập tức bắn cao mấy mét, sau đó rơi mạnh xuống đất. Ngay sau đó, cả mặt sàn đá đều vỡ tan, cái đỉnh này nặng hơn 300 cân. Đơn Phi Lang hít vào một hơi lạnh rồi nói, sao anh làm được? Ngô Bình, thực lực của anh kém nên dù tôi có giải thích thì anh cũng không hiểu đâu, khỏi hỏi làm gì cho phiền. Đơn Phi Lang bị đả kích nặng nề rồi cúi đầu xuống, run giọng nói, tôi thua rồi. Ngô Bình hỏi, sư phụ anh là ai? Đơn Phi Lang, tôi thua nên không dám nhắc đến tên người. Ngô Bình cười lạnh, anh không nói thì tôi cũng biết, Hoàng thượng ở Vân Đông đúng không? Đơn Phi Lang giật mình, sao anh biết? Ngô Bình, võ công của ông ta khá đặc biệt. Tôi nhìn ra truyền thừa của ông ta trong bước chân của anh, hơn nữa anh cũng có quan hệ với Đơn Dị Nhân đúng không? Đơn Phi Lang, đó là chú họ của tôi ở Vân Đông. Ngô Bình, sư phụ anh còn không dám đấu với tôi nữa là anh. Đơn Phi Lang ngẩn ra, anh, biết sư phụ tôi ư? Ngô Bình, anh cứ hỏi Hoàng thượng xem có biết tôi không? Đơn Phi Lang nghiến răng, không sợ mất mặt mà gọi cho sư phụ mình luôn. Hắn kể vắn tắt mọi chuyện trong điện thoại. Sau đó đứng thẳng người, luôn miệng nói vâng vâng. Một lát sau, ông ta đưa điện thoại cho Ngô Bình bằng hai tay rồi lễ phép nói, anh Ngô, sư phụ tôi muốn nói chuyện với anh ạ. Ngô Bình nhận lấy điện thoại, bên trong vang lên giọng nói của Hoàng thượng, xin lỗi thần y Ngô, không ngờ Đơn Phi Lang lại có mắt như mù, dám chọc giận cậu. Dù cậu có đánh chết nó thì tôi cũng không dám oán thán nửa lời. Đây đương nhiên là lời nói khách sáo, Ngô Bình chắc chắn không làm vậy. Dẫu sao anh và Hoàng thượng cũng có quen biết, hơn nữa ông ta đang làm việc cho nhà họ Lý nên lần này anh sẽ nể mặt ông ta mà tha cho Đơn Phi Lang. Không biết không có tội, ông không phải lo đâu. Hoàng thượng, thần y Ngô,
thằng này ngông nghênh lắm nên mong cậu chỉ dạy nó giúp tôi, nếu nó không nghe lời, cậu cứ nặng tay trách phạt. Ngô Bình, ông quá lời rồi. Sau đó, Ngô Bình trả điện thoại cho Đơn Phi Lang rồi nói, lẽ ra tôi định cho anh một bài học, nhưng vì nể mặt sư phụ anh nên tôi bỏ qua. Đơn Phi Lang mừng rỡ rồi vội nói, thần y Ngô, cảm ơn anh đã không chấp ạ. Chương 827, chân lực hóa binh. Ngô Bình, tôi nghe nói anh đã khiêu chiến Từ Quý Phi hả? Đơn Phi Lang, vâng, anh cũng biết ông ấy ạ. Ngô Bình, tôi gọi ông ấy là anh ba, anh đừng động tới địa bàn ở Vân Kinh. Đơn Phi Lang không chút do dự nói, vâng, xin thần y Ngô yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến tận nhà xin lỗi ông Từ. Mọi người đều ngẩn ra, cả Đường Minh Huy cũng vậy. Sao Đơn Phi Lang chẳng những không động thủ mà còn kính trọng Ngô Bình như bậc con cháu vậy? Đơn Phi Lang có một vấn đề thấy khó hiểu nên hỏi, thần y Ngô, ban nãy anh đã dùng võ công gì? Tại sao tôi không thể tiến lại gần được? Ngô Bình, kim cương bất hoại thần công của chùa Đại Thiền. Đơn Phi Lang kinh ngạc nói, bảo sao, nghe nói môn thần công này có 8 tầng, các cao tăng cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3. Không biết thần y Ngô đã luyện đến tầng thứ mấy rồi? Ngô Bình đã tu luyện Như Lai thần công bản gốc nên đã đột phá kim cương bất hoại thần công đến tầng thứ 8, nhưng anh sợ làm Đơn Phi Lang sợ nên chỉ nói tầng thứ 5. Tuy anh đã khiêm tốn rồi, nhưng vẫn làm Đơn Phi Lang sợ hết hồn, tầng thứ 5 ư. Tầng thứ 5 của kim cương bất hoại thần công có tên là chân lực hóa binh, có nghĩ là biến chân lực thành vũ khí, uy lực của nó không hề kém binh đao chút nào. Ngô Bình, xem ra anh cũng biết nhiều đấy nhỉ. Đơn Phi Lang nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi nói, thần y Ngô có thể cho tôi chiêm ngưỡng một chút được không? Ngô Bình biết hắn thật lòng muốn mở mang tầm má nên nói, được. Anh giơ tay phải ra, kim cương nhẫn lực ngưng tụ một thanh trường đao màu vàng lóe sáng. Sau đó, Ngô Bình chém một đường lên không trung, một đường đao xuất hiện, cây bạch quả cách đó mấy chục mét đã đứt đôi. Cây cổ thụ cao hơn 30 mét, cành lá xum xuê, vậy mà bị một đường đao trẻ làm đôi rồi ngã sang hai bên. Làm bụi bay mù mịt, đàn chim cũng sợ hãi mà bay đi. Thấy luồng uy lực khủng khiếp ấy, mọi người đều hoảng sợ, đây là sức mạnh của con người ư. Đơn Phi Lang nghệt mặt ra rồi lẩm bẩm, đúng là kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5 rồi. Thần y Ngô đã làm được những việc mà xưa nay chưa từng ai làm được, tôi xin bái phục. Hắn hành lễ với Ngô Bình rồi nói, tiên sinh, sau này anh sai gì thì tôi sẽ làm hết. Ngô Bình ngạc nhiên nói, hả? Nghe lời tôi tuyệt đối à? Mắt Đơn Phi Lang lóe sáng, hắn nói cao thủ như anh là người mà tôi luôn bái phục nhất, được chiêm ngưỡng phong thái vô thượng của anh rồi thì giờ Đơn Phi Lang chết ngay cũng được. Ngô Bình, anh cũng là người ham mê võ thuật, nể tình sư phụ anh, nếu anh gặp vấn đề gì khó trong quá trình tu luyện thì cứ hỏi tôi. Đơn Phi Lang mừng rỡ rồi quỳ xuống dập đầu, cảm ơn tiên sinh. Sau đó, Đơn Phi Lang đứng dậy nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói to, từ giờ trở đi. Ngô tiên sinh làm gì, nhà họ Đơn sẽ ủng hộ hết mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ một người luôn ngông như Đơn Phi Lang lại hàng phục Ngô Bình. Đường Minh Huy cười lớn nói, cậu Đơn này, cậu thấy thực lực của con rể tôi thế nào? Đơn Phi Lang nghiêm túc đáp, võ công của tiên sinh đã chạm tới cảnh giới không thể lý giải, tôi không dám nhận xét. Nghiêm Khắc Mẫn nói ngay, tôi đề cử Đường Minh Huy làm hội trưởng mới. Ông chủ Dương cũng hùa theo, tôi cũng thế. Còn tôi nữa, Mã Thiếu Thanh cười nói, tôi đại diện cho ý kiến của nhà họ Mã. Đơn Phi Lang cười nói, đương nhiên không thể thiếu nhà họ Đơn rồi. Ông Kim mỉm cười, tôi cũng đồng ý. Thấy người của các thế lực lớn đều ủng hộ Đường Minh Huy rồi, đương nhiên những người khác không dám ho he gì, mà đều ủng hộ ông ấy làm hội trưởng mới. Cứ thế, giấc mơ của Đường Minh Huy đã thành sự thật, vì vậy ông ấy càng hồ hởi tiếp khách hơn. Không lâu sau, có người đến báo Vạn Lộ Khả của công ty Trung Lương đến. Cô ấy không nằm trong danh sách được mời nên làm Đường Minh Huy thấy hơi bất ngờ. Ngô Bình, chú Đường, Vạn Lộ Khả là bạn cháu mời cô ấy tới đấy ạ. Đường Minh Huy gật đầu rồi cho người mời Vạn Lộ Khả vào. Vạn Lộ Khả đi vào một cái là cúi người chào Ngô Bình đầu tiên, anh Ngô. Ngô Bình, Lộ Khả, để tôi giới thiệu với cô các ông chủ của Thương hội Giang Nam. Sau khi giới thiệu một lượt, Ngô Bình nói, tôi và Vạn Lộ Khả đã thành lập công ty Trung Lương, chuẩn bị vực dậy Giang Nam Thành. Có ai hứng thú tham gia cùng không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tình hình của Giang Nam Thành khá phức tạp, họ không hiểu rõ nên nhất thời không ai lên tiếng. Ngô Bình, Giang Nam Thành sắp khai công rồi,
ai muốn hợp tác thì cứ đến tìm cô Vạn đây. Sau đó, anh hỏi Vạn Lộ Khả, trong điện thoại cô bảo lô đất kia về tay cô rồi đúng không? Vạn Lộ Khả gật đầu, vâng, tôi đến để bàn với anh xem khi nào thì khai công đây. Ngô Bình, mai đi. Vạn Lộ Khả, được. Nghe thấy thế, ông chủ Kim nói, thần y Ngô, tôi có biết một chút về thế lực đứng sau Giang Nam Thành, cô cậu làm thế là nguy hiểm lắm đấy. Ngô Bình, không sao, giờ họ không dám thò mặt ra nữa đâu, vì họ biết tôi có thể dễ dàng lấy mạng họ. Mọi người lập tức sôi nổi hơn hẳn, ông chủ Dương nói, thần y Ngô, ban nãy cậu bảo chúng tôi cũng thế tham gia dự án này đúng không? Ngô Bình, đúng, tôi đồng ý nhường lại 25% cổ phần, giá thị trường đang là 240 tỷ, nếu ai có hứng thì có thể bàn tiếp. Diện tích của Giang Nam Thành rất lớn, sau khi dự án hoàn thành đảm sẽ rất có giá trị. Nhưng để hoàn thành được thì cần rất nhiều vốn, Ngô Bình quyết định lôi kéo thêm những người này tham gia cùng, như vậy anh cũng có thể kết nạp thêm hội doanh nhân Giang Nam để tăng tầm ảnh hưởng cho nhà họ Đường ở Giang Nam. Mọi người cũng bắt đầu tính toán, nếu đầu tư khoảng 100 triệu thì ít cũng kiếm được gấp đôi. Ông Kim cười nói, cho tôi một chân, tôi đầu tư 2 tỷ. Ông chủ Dương, tôi 1.5 tỷ. Phùng Thiếu Thanh, nhà họ Phùng 1.2 tỷ. Đơn Phi Lang, nhà họ Đơn cũng 1.2 tỷ. Cứ thế, mọi người ở đây đều góp phần, cuối cùng Vạn Lộ Khả đã huy động được đủ 240 tỷ, trong đó Đường Minh Huy góp nhiều nhất là 50 tỷ. Vạn Lộ Khả thấy thế thì nói nhỏ với Ngô Bình, anh Ngô, anh làm thế không sợ lỗ à? Ngô Bình, không sao, thêm người cùng đi thì mới đi xa được. Ngô Bình chiếm 80% trong dự án Giang Nam Thành. Anh nhượng lại 25% thì vẫn còn 55%, như thế vẫn là cổ đông lớn nhất. Ai cũng dẫn thư ký theo nên nhanh chóng thảo hợp đồng ngay. Chờ dự án xây xong, tất cả bọn họ đều thu về lợi ích mà không cần đóng góp gì nữa. Buổi họp mặt kết thúc, ai về nhà nấy. Trời đã tối, hai bố con Đường Tử Di dẫn Ngô Bình đến gặp Đường Thời Lộc. Đường Thời Lộc đang sắp xếp đồ cổ trong kho, hầu hết đồ ở đây đều là của Ngô Bình. Ha ha. Ngô Bình đến đấy à, mau vào đây, Đường Thời Lộc vẫy tay. Chương 828, Đại Thoái Bệnh. Ngô Bình tiến lại gần xem, anh đang sờ một bức tranh chữ trong tay, là bút tích của Đường Bá Hổ. Anh cười nói, ông nội, bức họa này khá lắm. Đường Tử Di, ông nội, Ngô Bình tặng đồ quý cho ông này. Đường Thời Lộc hỏi, đồ quý gì cơ? Đường Tử Di lấy ra một bình bồi nguyên tán, cười nói, đây là bồi nguyên tán, một bình đến mấy triệu đô đấy. Uống nó thì ông nội có thể sống đến trăm tuổi mà không bệnh tật gì. Đường Thời Lộc kinh ngạc nói, thần kỳ vậy sao? Đường Minh Huy lại đưa ra một quả đào tiên, bố, đây là đào tiên, con đã ăn một trái rồi, công hiệu cực kỳ tốt, quý gấp ngàn lần bồi nguyên tán này. Đường Thời Lộc đâu có ngốc, ông ta biết ngay giá trị của hai món đồ này nên nói, Ngô Bình, ông lớn tuổi rồi, đừng lãng phí đồ quý, hay là cháu và Tử Di uống đi. Đường Tử Di cười nói, ông nội, Ngô Bình không uống được, anh ấy là người tu hành, hơn nữa sau này anh ấy còn có thể luyện. Đường Thời Lộc gật đầu, được, được rồi, không ngờ đến lúc già rồi mà ông vẫn còn có thể gặp được một đứa trẻ ngoan như Ngô Bình. Ha ha, Tử Di, con biết nhìn người lắm. Sau đó, ông ta nói với Đường Minh Huy, lát về con hỏi con nhóc Tử Yên thử, nếu nó bằng lòng thì cũng gả cho Ngô Bình luôn đi. Đường Tử Di giật mình, ông nội, ông nói gì thế? Sao Tử Yên có thể gả cho Ngô Bình được, cô ấy thật sự tức giận á. Đường Thời Lộc nhìn cháu gái của mình, ánh mắt trí tuệ và trải nghiệm dày dặn, bình thản nói, Tử Di à, người tài giỏi như Ngô Bình cũng giống như một con sư tử đực trên thảo nguyên, sẽ có cả đàn sư tử cái vây lấy nó. Ông ta nói xong thì còn nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy ẩn ý, Ngô Bình bối rối, không dám nhìn vào mắt ông ta. Đường Tử Di nói, dù thế nào đi nữa, lời nói của ông nội cũng không có căn cứ. Đường Thời Lộc, thay vì để người phụ nữ khác chia sẻ chồng với cháu, tại sao cháu lại không để cơ hội đó cho em gái ruột của mình? Ít ra thì hai đứa cũng là chị em ruột, có thể đồng lòng. Đường Tử Di cạn lời, ông nội, ông tưởng đây là phim cung đấu à? Đường Thời Lộc bật cười, Tử Di, ông nội là người từng trải, ông từng yêu rất nhiều người phụ nữ trong đời, sau này cháu sẽ hiểu thôi. Ngô Bình cảm thấy ngại quá nên nói vài câu rồi bỏ đi. Đường Tử Di ra khỏi nhà kho thì nhéo mạnh lên hông anh một cái. Ngô Bình hét lên, Tử Di, sao em lại nhéo anh? Đường Tử Di cười lạnh lùng, chắc anh đắc ý lắm nhỉ?
Ngô Bình, đắc ý cái củi lôi, anh ngại chết đi được. Tử Yên là em gái em, cũng là em gái anh, sao anh có thể có suy nghĩ gì? Đường Tử Di thở dài, ông nội già nên hồ đồ rồi. Sau đó cô lại ôm lấy cánh tay Ngô Bình, nói, ông xã, anh ở lại Sơn Trang vài ngày đi. Ngô Bình gật đầu, có điều anh không ở lâu được, bên Đông Nam Á còn có việc, mấy ngày nữa anh vẫn phải đi. Đường Tử Di, yên tâm đi, em biết anh bận, em sẽ không giữ anh lại lâu đâu. Trời vẫn chưa tối thì Đường Tử Di đã kéo Ngô Bình vào phòng mình, đến cơm tối cũng không thèm ăn. Đường Minh Huy định cho người đi gọi Ngô Bình và Đường Tử Di ăn tối nhưng lại bị vợ mình gọi lại, bà ấy liếc ông ấy một cái rồi nói, ông thật không biết suy nghĩ gì hết, Tử Di và Ngô Bình lâu lắm rồi chưa gặp nhau, phải để cho bọn trẻ hâm nóng tình cảm chứ. Đường Minh Huy đập nhẹ lên đầu, đúng, đúng rồi, vẫn là bà xã thông minh, ha ha. Nửa đêm, Ngô Bình mới ra khỏi phòng, đến chỗ luyện đan. Trước đó, anh chắt lọc dược tính từ đan hỏng của Tam Tài Đan, luyện thành Đại Hiền Đan trong Nhân Vương Đan, bây giờ thì anh thử luyện Chiến Thần Đan. Độ khó của Chiến Thần Đan không thua gì Đại Hiền Đan, thậm chí còn khó hơn một chút, lúc anh luyện phải cực kỳ cẩn thận. Đến khi mặt trời ló dạng, một tia sáng bay ra từ lò luyện đan, được anh bắt lấy rồi ngưng tụ thành một viên đan dược trong tay, đấy là Chiến Thần Đan. Nhân Vương Đan có thể chia ra uống, uống Đại Hiền Đan trước, sau đó đến Chiến Thần Đan, cuối cùng mới đến Nhân Vương Đan. Ngô Bình lấy viên Đại Hiền Đan đó ra, định thử tác dụng của nó. Lúc anh nuốt viên đan dược xuống thì cảm thấy mát lạnh tràn lên não. Lúc này đầu óc anh vô cùng tỉnh táo và nhạy bén. Anh đã lập tức hiểu được công dụng thần kỳ của Đại Hiền Đan, tác dụng của nó có thời gian, trong thời gian còn thuốc thì có thể hỗ trợ tu hành. Anh lập tức lấy Ngọc Thiên Tâm ra, dựa vào Ngọc Thiên Tâm và Đại Hiền Đan kích phát cảm ứng thiên nhân. Cảm ứng thiên nhân là chỉ việc con người và thiên nhiên vạn vật hòa làm một, từ đó có thể thuận theo tự nhiên để làm việc, là cảnh giới thứ tư của nhân tiên, một khi đạt đến thì sẽ được người đời tôn là thiên sư. Thiên sư có thể hô mưa gọi gió, sai thần khiến quỷ, một khi có thành tựu thì Ngô Bình có thể thực hiện một số thứ có sức mạnh lớn như trận pháp, bùa chú và luyện được đan dược cấp cao hơn. Cảm ứng thiên nhân cực kỳ khó, từ xưa đến giờ có rất ít người có được thành tựu là thiên sư. Tư chất của Ngô Bình vốn dĩ không tệ, giờ có thêm Ngọc Thiên Tâm và Đại Hiền Đan nữa, hai thứ cùng phát huy tác dụng giúp linh hồn anh thăng hoa theo. Võ hồn thoát ra khỏi cơ thể, vút lên trời cao, liên tục xảy ra thay đổi kỳ diệu, sau đó bắt đầu phát ra ánh sáng. Rất nhanh sau đó, võ hồn trở nên chói mắt giống như ánh trăng. Võ hồn rung chuyển, ánh trăng tràn ngập khắp trời. Một lúc sau, võ hồn lại biến thành một luồng gió mát, thổi qua bãi cỏ, lướt qua ngọn cây. Chỉ trong chớp mắt, võ hồn bắt đầu hấp thụ khí thế của ngọn núi lớn phía sau, cảm giác đè nén, sự hùng vĩ, tất cả tiếp thêm sức mạnh cho võ hồn, tạo ra một khí thế khiến người ta phải nghẹt thở. Võ hồn của anh thay đổi rất nhiều, như ánh sáng, như nước, như núi cao, như vực sâu, như biển lớn, như gió mát. Võ hồn dạo một vòng xong thì quay về lại cơ thể, chỉ trong tích tắc, Ngô Bình đã cảm thấy mình hiểu sâu hơn về thiên địa vạn vật, về quy luật của tự nhiên. Vạn vật trong thiên hạ đều mặc cho anh sử dụng. Thiên nhân cảm ứng, anh lẩm bẩm. Đương nhiên, bây giờ anh chỉ mới bước đầu nắm được thiên nhân cảm ứng, vẫn còn một khoảng cách nữa mới đạt đến được viên mãn. Tiếp đó, mãi đến khi mặt trời lên, Ngô Bình vẫn còn đang cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thế giới mà anh nhìn thấy lúc này đã không còn giống với trước đây nữa. Sau khi kích phát, tâm trạng anh rất tốt, anh đang định thi triển thử võ hồn, xem thử hiệu quả thế nào nhưng cơ thể lại đột nhiên yếu đi. Anh có dự cảm không lành, thét lên, cuối cùng cũng tới. Đương nhiên thứ anh nói là đại thoái bệnh, sau khi khởi động linh khiếu thứ 6 thì tai kiếp đại thoái bệnh sẽ đến. Vốn dĩ anh nghĩ còn một tháng nữa đại thoái bệnh mới đến, không ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ như thế. Xem ra tạm thời không thể đi Á Mã rồi, anh lẩm bẩm. Lúc Đường Tử Di nhìn thấy Ngô Bình thì anh đang nằm trên sàn, mặt mày xanh xao, cô ấy giật mình, vội vã đỡ anh dậy, lo đến phát khóc, ông xã. Anh sao thế? Bị thương rồi sao? Trong ấn tượng của cô, Ngô Bình là người không thể nào bị bệnh, nhất định là có người đánh nên anh mới bị như thế này. Ngô Bình miễn cưỡng nở nụ cười, Tử Di, anh không sao. Đại thoái bệnh của anh đến rồi, đấy là tai kiếp, không tránh được. Đường Tử Di thầm thấy an tâm, do tu luyện sao? Vậy em phải làm sao? Ngô Bình, cho anh miếng nước, đừng để ai đến làm phiền anh. Đường Tử Di gật đầu.
Cô ấy là một cô gái nhưng không ngờ lại có thể bế bổng Ngô Bình lên, đi về phía giường. Cô ấy đặt Ngô Bình lên giường, vội vã mang nước đến, đút cho anh uống. Bây giờ Ngô Bình không thể động đậy, nằm uống nước không tiện, mà chỗ đó lại không có ống hút. Đường Tử Di nóng ruột quá nên ngậm một ngụm rồi áp đôi môi mềm mại thơm mát lại gần, từ từ đút cho Ngô Bình uống. Ngô Bình uống hai ngụm nước, đến ngụm thứ ba thì mút lấy đầu lưỡi của Đường Tử Di. Đường Tử Di cào nhau, đã lúc nào rồi mà còn đùa nữa. Cô ấy nói xong thì lại tiếp tục đút nước cho anh. Chương 829, đại thoái đầy đau đớn. Uống hết nửa phần nước, Ngô Bình nói, Tử Di, được rồi, để anh ngủ một lát. Đường Tử Di gật đầu, ừ, em đợi ở ngoài. Đường Tử Di ra khỏi phòng, Nhân Bì đi theo sau. Cô ấy cũng không sợ vì biết Nhân Bì này là bạn của Ngô Bình, tên là Viêm Dương. Viêm Dương, Ngô Bình sẽ không có việc gì chứ, cô ấy vẫn lo lắng. Viêm Dương, nguyên nhân đại thoái của mỗi người khác nhau, tôi cũng không đoán chắc được nhưng thượng tiên phúc lớn mạng lớn, chắc không có việc gì. Đường Tử Di thở dài, không biết anh ấy bị bệnh bao lâu. Viêm Dương, thật ra thời gian đại thoái bệnh này càng lâu thì bệnh càng nặng, thành tựu trong tương lai càng lớn. Đường Tử Di sửng sốt, bệnh càng lâu càng nặng, thành tựu càng lớn. Viêm Dương, đúng thế, thời gian kéo dài đại thoái bệnh thường sẽ không quá lâu, ngắn hơn tiểu thoái bệnh nhiều. Nhưng chính vì thế, đại thoái bệnh rất nguy hiểm, lúc nghiêm trọng có thể lấy mạng người nhưng mọi người cũng nhận ra thời gian đại thoái bệnh càng lâu, bệnh càng nặng thì thay ra đổi thịt càng hoàn hảo. Đường Tử Di vô cùng lo lắng nhưng bây giờ cô ấy cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Trong phòng, ngực Ngô Bình cứ đau từng đợt, cảm giác có máy nghiền nhỏ đang nghiền nát ruột gan anh, vô cùng đau đớn. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, cả người suy yếu nhưng cắn răng cố gắng không phát ra tiếng. Một tiếng sau, anh muốn đi đại tiện bèn gọi Đường Tử Di. Đường Tử Di chạy vào, chồng ơi, sao thế? Ngô Bình, anh muốn đi đại tiện. Đường Tử Di vội ôm anh lên nhưng vừa chạm vào người, Ngô Bình đau đớn kêu lên. Đường Tử Di hoảng hốt, không dám động đậy nói, chồng ơi, anh đau lắm sao? Hay là anh cứ đi lên giường đi, em bảo người dọn dẹp. Ngô Bình nhắm mắt nói, đi xong rồi. Đường Tử Di cởi quần Ngô Bình ra thì thấy một vũng phân màu đỏ, có mùi thối. Đường Tử Di vội vàng lau sạch cho anh, lấy nước nóng lau rửa, vừa lau vừa khóc, sao lại có máu thế này? Bệnh nặng quá, anh có muốn đi bệnh viện không? Ngô Bình không muốn mở mắt, anh yếu ớt nói, ngốc, anh là bác sĩ mà, em đừng sợ, cơ thể anh đang tái tạo lại hệ thống tiêu hóa, gan, ruột, dạ dày, tuyến tụy đều sẽ được tế bào mới thay thế nên anh mới đi đại tiện hôi như thế. Tử Di, thối quá, em bảo người giúp việc làm đi. Đường Tử Di lắc đầu, em sợ họ làm không sạch, em tự làm vậy. Chồng ơi, anh phải kiên trì đấy. Viêm Dương nói đại thoái bệnh sẽ qua nhanh thôi. Ngô Bình miễn cưỡng cười, mong là thế. Thế nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, sau đó Ngô Bình bắt đầu hôn mê và sốt cao. Đường Tử Di đo nhiệt độ cơ thể cho anh, nhiệt độ lên đến 45 độ. Phải biết là nhiệt độ cao hơn 40 độ thì protein đã có sự thay đổi, 45 độ đã không phải là nhiệt độ mà người thường có thể chịu được. Đường Tử Di không hề nghỉ ngơi một phút nào, cứ canh giữ bên cạnh, lo lắng không thôi. Đến trưa, Đông Hoàng bỗng xuất hiện trước cửa, nó ngồi trước giường nhìn Ngô Bình đang hôn mê. Đường Tử Di lau nước mắt hỏi, Đông Hoàng, Ngô Bình không sao chứ? Đông Hoàng gật đầu như đang an ủi Đường Tử Di. Lúc này Ngô Bình bỗng mở mắt ra, sau đó nôn ra một ngụm máu, còn có mùi máu tanh nồng. Đường Tử Di vội đỡ lấy anh, tay chân không biết làm sao. Ngô Bình nhắm mắt, không đáp lại lời gọi của Đường Tử Di. Thêm mấy phút nữa. Anh lại nôn ra một ngụm máu, máu đặc sền sệt như thể không chỉ là máu mà còn có những mảnh mô nhỏ. Cứ cách mấy phút anh lại nôn một lần, nôn mười mấy lần mới ngừng, sau đó anh lại hôn mê. Viêm Dương đi vào nói, tư chất tự nhiên của thượng tiên hơn người, sắp đại thoái toàn diện rồi. Trận đại thoái bệnh này chỉ sợ sẽ kéo dài rất lâu. Đông Hoàng liếc nhìn Viêm Dương như rất khinh thường, nó nhổ ra một cái bình nhỏ màu trắng từ trong miệng. Đường Tử Di cầm lấy cái bình. Bên trong có thuốc màu đen, cũng không biết có tác dụng gì. Đông Hoàng vẽ vào không trung mấy đường, cuối cùng chỉ vào miệng Ngô Bình. Đường Tử Di, Đông Hoàng, mày bảo tao cho Ngô Bình uống cái này à? Đông Hoàng gật đầu. Đường Tử Di biết được một ít sự thần bí của Đông Hoàng, cô ấy gật đầu mở nắp bình ra, sau đó đổ thuốc vào trong miệng Ngô Bình. Uống thuốc xong,
Ngô Bình vẫn hôn mê nhưng vẻ đau đớn trên mặt đã giảm bớt. Đường Tử Di ở bên giường cho đến khi trời tối. Trời tối, Đường Tử Yên đến, chuyên ngành của cô bé là y học, nhìn thấy Ngô Bình như thế lập tức nói chị, để em chăm sóc cho anh rể, chị đi nghỉ một lát đi. Đường Tử Di lắc đầu, Tử Yên, chị không yên tâm. Đường Tử Yên nói chị, nghe em, chị phải nghỉ ngơi. Tắm rửa, ăn chút gì đó, sau đó ngủ một giấc đi, như thế mới có tinh thần tiếp tục chăm sóc anh rể. Viêm Dương cũng nói, cô cần được nghỉ ngơi. Đường Tử Yên nói, vậy được, chị ở phòng bên cạnh, có việc gì gọi chị ngay. Cả buổi tối Ngô Bình rất yên tĩnh, mãi đến sáng hôm sau, anh lại bắt đầu đại tiện ra máu và nôn. Vừa nghe tiếng động, Đường Tử Di chạy vào, cẩn thận lau dọn cho anh. Đến buổi trưa, Ngô Bình mới yên ổn. Lúc này tình trạng của anh đã tốt hơn, có thể mở mắt, ý thức tỉnh táo. Tử Di, anh hôn mê bao lâu rồi, anh hỏi. Đường Tử Di, gần một ngày một đêm rồi. Chồng ơi, bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Ngô Bình, hệ thống tiêu hóa đã ổn định, tiếp theo là hệ thống huyết quản, tình trạng có lẽ sẽ tệ hơn. Đường Tử Di, chồng phải cố lên. Đường Tử Yên bưng một bát canh vào nói chị, uống chút canh đi, em thay chị một lát. Đường Tử Di không muốn ăn, Ngô Bình nói, nghe lời, em ăn chút gì đi. Lúc này Đường Tử Di mới bưng bát canh uống, hai chị em ngồi một bên. Sau 3 giờ chiều, da của Ngô Bình trở nên trắng bệch như người chết. Tế bào máu của anh đều vỡ, máu tạm thời mất đi khả năng cung cấp oxy. Không có oxy và chất dinh dưỡng, vài tế bào trong người anh bắt đầu chết đi, bắt đầu có mùi thối rữa, đây là mùi của người chết. Ngoài phòng vang lên tiếng kêu của cú mèo và quạ. Chúng ngửi thấy tử khí nên bay đến tìm thức ăn. Đường Tử Di rất tức giận, cô ấy lấy khẩu súng ngắn nổ súng vào đám chim, quạ và cú mèo hoảng sợ bay tán loạn. Sắc mặt Ngô Bình không còn chút máu, nằm bất động, không cảm nhận được hơi thở. Đường Tử Di chưa nhận ra 6 linh khiếu của Ngô Bình đều đang dần phóng ra năng lượng cao, năng lượng này thẩm thấu vào từng tế bào của anh. Cùng lúc đó đạo chủng trong người Ngô Bình cũng liên tục phóng ra năng lượng kỳ lạ, cũng thấm vào trong tế bào. Đến tờ mờ sáng, tất cả tế bào máu của Ngô Bình được thay thế hoàn toàn, máu của anh không còn màu đỏ nữa mà là màu đỏ vàng. Chương 830, thay da. Trong máu có nguồn năng lượng dồi dào, nó đi vào tế bào trong các mô qua mao mạch. Đồng thời mạch máu của Ngô Bình cũng có sự thay đổi, thành mạch máu bị tái tạo, có độ đàn hồi tốt hơn, cũng thích hợp để cung cấp máu cho tế bào mới hơn. Đường Tử Di cảm nhận được tinh thần của Ngô Bình tốt hơn bèn hỏi, chồng có muốn ăn chút gì không? Ngô Bình lắc đầu, anh không thể ăn gì vào thời gian này được. Tử Di, Tử Yên, hai em đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ không có việc gì trước khi trời sáng. Thấy trạng thái của anh khá tốt, Đường Tử Di và Đường Tử Yên mới yên tâm đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau khi hai người ra khỏi phòng, Ngô Bình nói với Viêm Dương, canh cửa, đừng cho bất kỳ ai vào. Viêm Dương nhìn Ngô Bình nói, Thượng Thiên, có phải sẽ xảy ra gì không? Ngô Bình nói, ta phải thay da, cảnh tượng khá máu me, ta không muốn Tử Di nhìn thấy. Viêm Dương gật đầu, vâng. Viêm Dương ra khỏi phòng, Đông Hoàng nằm dạp dưới đất bỗng nhảy lên, đôi mắt nó lóe lên tia lạnh lùng. Ngô Bình nhìn nó nói, con chó chết tiệt, thấy tao nửa sống nửa chết, có vẻ mày rất vui. Đông Hoàng há miệng nhổ ra một bình nhỏ màu xanh, Ngô Bình tò mò cầm lấy, sau đó mở ra thì ngửi được mùi gai mũi. Anh vội đóng nắp lại. Nghĩ ngợi gì đó rồi nói, mùi này hình như là, máu. Đông Hoàng gật đầu, hai tay vẽ giữa không trung tỏ ý anh bôi lên da. Anh bỗng nghĩ đến gì đó rồi nói, đây là phù huyết được luyện chế bằng máu của bá hạ. Trong vu đạo thượng cổ, có một cách là mượn dùng vu thuật để có được khả năng của thú dữ gọi là phù huyết, bôi phù huyết lên người thì có thể có được khả năng của thú dữ. Bá hạ là một trong các loài rồng, rồng sinh 9 người con. Trong đó, nhất nhật bá hạ có khả năng phòng vệ mạnh nhất, dĩ nhiên máu của nó có thể tăng lên khả năng phòng vệ da cho Ngô Bình. Ngô Bình cười, đồ tốt, Đông Hoàng, mày tặng miễn phí cho tao. Đông Hoàng trợn mắt như đang nói, nghĩ nhiều quá rồi. Ngô Bình nói, được thôi, đợi chuyện này xong xuôi, tao sẽ tặng cho mày mấy thứ xem như trao đổi. Nói rồi anh bôi phù huyết lên cả người, lượng phù huyết không nhiều nên chỉ có thể bôi một lớp mỏng. Bôi xong anh có cảm giác một lực khá lớn đi vào làn da làm cho quá trình thay da bắt đầu trước dự kiến. Thay da rất đau đớn, da anh cực kỳ ngứa. Nửa tiếng sau, da anh bắt đầu thối rữa để lộ ra lớp da trần và máu thịt,
sau đó lớp da trần bắt đầu phát triển các mô hạt tạo nên lớp da mới. 2 tiếng sau, làn da mới cơ bản được hình thành, nó khác hoàn toàn với lớp da cũ. Làn da hiện giờ của Ngô Bình có một lớp vảy nhỏ màu trắng bạc ở mặt trên, lớp vảy này thường ẩn dưới da, khi cần thiết sẽ nhanh chóng bao phủ toàn thân Ngô Bội, có tác dụng cách nhiệt, ngừa độc và có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, ngay cả đạn xuyên giáp cũng không thể xuyên thủng lớp bảo vệ của nó. Lớp vảy này được tạo ra nhờ hấp thụ phù huyết, lớp da mới vốn dĩ không có lớp vảy này, có lẽ Đông Hoàng đưa đồ cực tốt. Tóc của Ngô Bình cũng mọc mới, từ màu đen chuyển sang màu trắng, là màu lấp lánh ánh bạc, vô cùng bắt mắt. Dưới lớp vảy là một lớp mỡ dày nửa mm, lớp mỡ này được hình thành nhờ tiên tri, khi cơ thể bị tấn công, nó sẽ hút sự tấn công bên ngoài để khí hóa tạo ra màn bảo vệ, phản đòn lại kẻ địch. Bên dưới tiên tri là một lớp màng gân, nó là tuyến phòng vệ cuối cùng, lúc cần thiết màng gân sẽ dung chuyển tạo thành một tấm chắn bảo vệ trên bề mặt cơ thể, sát thương của kẻ địch sẽ bị chặn lại bên ngoài lớp màng. Trời vừa hé sáng, cuối cùng Ngô Bình cũng đã thay da đổi thịt thành công, da anh khác hoàn toàn với làn da mịn trước đó, nhìn hơi thô ráp và có màu đồng. Móng tay anh cũng được thay, ngón tay anh giờ cứng hơn cả đá kim cương, vừa búng móng tay một cái đã phát ra tiếng nhưng tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Mặt trời vẫn chưa mọc, Đường Tử Di đã chạy đến xem tình hình của Ngô Bình. Thấy da anh như có sự thay đổi bèn hỏi, chồng ơi, da anh có vẻ tệ hơn rồi, lúc trước vừa trắng vừa mịn. Ngô Bình cười nói, đây là làn da mới của anh, có phải trông rất đàn ông không? Đường Tử Di vươn tay sờ, không mịn màng như trước nhưng sờ cũng rất thoải mái. Sắc mặt anh trở nên căng thẳng, Tử Di, buổi chiều có lẽ anh sẽ thay xương, em tìm người làm khuôn, kích thước vừa đủ để trói nhốt anh. Đến lúc đó bỏ anh vào trong khuôn, không được di chuyển đi đâu cả, nếu không cả người anh có thể bị tách rời. Đường Tử Di gật đầu, được, em đi tìm người làm khuôn ngay. Chưa đến 2 tiếng sau, một cái khuôn được làm bằng thạch cao đã hoàn thành, kích thước vừa đủ để đặt Ngô Bình vào trong, chỉ lộ ra mũi để có thể thở. 1 giờ rưỡi chiều, Ngô Bình tự mình bước xuống giường, nằm vào trong khuôn và bảo người khác cố định khuôn lại. Nửa tiếng sau, quá trình thay xương bắt đầu. Đau đớn này gấp bội lần quá trình thay da đổi thịt. Xương cốt như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm, anh muốn kêu lên nhưng lại bị khuôn chặn miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng ươm ươm. Đường Tử Di đứng ở ngoài liên tục lau nước mắt, oán trách, thật là, ai cũng nói thần tiên tốt, tại sao muốn làm thần tiên lại khổ như thế? Đường Tử Yên lại lý trí hơn cô ấy nói, chị à, thực lực của thần tiên siêu phàm, muốn có được khả năng siêu phàm thì dĩ nhiên phải trả giá rất lớn rồi. Đây vẫn chỉ mới bắt đầu, sau này anh rể trở thành địa tiên rồi thì còn nhiều tai ương đang đợi anh ấy nữa. Đường Tử Di thở dài nói, tiếc là chị không thể chia sẻ bớt thay anh ấy. Đường Tử Yên kiên định nói, anh rể sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy là người mạnh mẽ, không gì có thể khiến anh ấy gục ngã. Quá trình thay xương khá chậm, mãi đến đêm thứ 2 mới xem như kết thúc. Rắc! Một tiếng rõ to vang lên, cái khuôn nứt ra, Ngô Bình bước ra từ bên trong. Đường Tử Di thở phào hỏi, chồng xong rồi sao? Ngô Bình gật đầu nói, trong lúc thay xương, cơ bắp cũng tiến hành đổi mới, nhưng tiếp theo anh còn phải thay mới hệ thống miễn dịch. Hệ thống tiết niệu và sinh sản, hệ thống thần kinh và số lượng lớn tế bào nhỏ, đây là một quá trình dài. Đường Tử Di, rất lâu sao? Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, có thể là 1-2 tháng, nhưng em yên tâm, quá trình thay thế sau đó khá thoải mái. Mặc dù anh cũng sẽ khá yếu nhưng không khác thì người bình thường, ít nhất có thể tự chăm sóc bản thân. Đường Tử Di, vậy thì tốt, em nghe Viêm Dương nói thời gian của đại thoái bệnh càng lâu thì càng có nhiều lợi ích, đúng không? Ngô Bình, có thể hiểu như thế, đại thoái bệnh ở mỗi người sẽ khác nhau, có người khá nhẹ, có người nặng. Anh thuộc kiểu hoàn toàn, thoái hóa kiểu thay da đổi thịt, khác hoàn toàn với đại thoái bệnh thông thường. Đường Tử Di, chồng ơi, khoảng thời gian này anh cứ ở lại, em chăm sóc anh. Ngô Bình cười nói, không thể rảnh được, anh đã muốn đến bệnh viện lâu rồi, ngày mai anh đến bệnh viện tìm việc. Đường Tử Di nói, y thuật của chồng siêu như thế, còn cần đến bệnh viện à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.